hồ này có liên quan đến việc cứu quận chúa, tiểu vương ra. Nghiêu hữu đạo rất khẳng định nói, không có, hả, quản phương nghi sừng sốt, khó hiểu, không liên quan, thế ngươi nhìn chằm chằm vào đó còn hỏi nhiều như vậy, lại còn để mông soái phải lộ bí mật. Nghiêu hữu đạo không hé răng, cũng chính là không định giải thích. Quản phương nghi theo thói quen khinh thường xì một cái, biết người ta không nói, có hỏi cũng bằng không. Bà ta có lúc thật hận không thể bóp chết tên này, cứ thích trêu chọc tò mò của người ta bà ta vừa mới bất mãn xoay người nhiều hữu đạo đang nhìn bản đồ chợt nói gọi vân cơ đến đây một lát vâng đạo gia của ta quản phương nghi hờn dỗi đáp lẩm bẩm lão nương cũng chỉ là chân chạy vặt bên trong trong quân chướng mông sơn minh vừa quay lại thương chiêu tông lập tức bước nhanh về phía trước ninh tiếp thấp giọng vội vàng hỏi thế nào chuyện đến nước này bảo y lui binh là không thể nhưng người không phải cây cỏ vô tình đó dù sao cũng là em gái và con trai của y, nói không muốn cứu là giả. Mà ý định của phe địch đã rất rõ ràng, một khi bên này không từ bỏ, bọn họ lập tức làm ra chuyện khó coi đối với Thương Thục Thanh. Đây không phải vấn đề chết hay không, mà trước khi Thương Thục Thanh chết rất có thể sẽ phải gánh chịu nỗi nhục nhã to lớn. Việc này vẫn khiến y vô cùng lo lắng. Sự việc đã rõ, con tin trên tay quân địch, khả năng trao đổi đã bị chặn lại, muốn cứu em gái và con trai thì gần như chắc chắn phải cực kỳ mạo hiểm cầu nghiêu hữu đạo đi mạo hiểm cứu người mạng của em gái ngươi của con trai ngươi là mạng mạng của người ta lại không phải mạng sao bảo y làm sao nói ra lời được trong hai người cũng chỉ có mông sơn minh có thể đi hỏi thăm nghiêu hữu đạo cũng chỉ có mông sơn minh thích hợp đi xin nhờ nghiêu hữu đạo mông sơn minh động viên vương gia không nên gấp hẳn là đạo gia đang nghĩ biện pháp hẳn là thương chiêu tông gấp rút mông bá bá nói lời ấy nghĩa là sao mông sơn minh lắc tay chỉ vào chỗ lúc trước treo bản đồ vừa nãy đạo gia hỏi thăm ta về tình huống quân triệu dựa vào giác hồ xưa nay hắn không nhúng tay vào chuyện chiến sự đột nhiên hỏi chuyện này chắc chắn không phải vì tác chiến hẳn là có tính toán gì đó ông kể lại đại khái tình huống vừa nãy độ sâu của hồ thương chiêu tông ngờ vực lại nói được rồi ta lập tức tìm tu sĩ đáng tin nghĩ biện pháp bí mật lẻn vào giác hồ tranh thủ thăm dò tình huống của hồ chuẩn bị cho đạo gia sử dụng mông sơn minh kéo y lại than thở vương gia đạo gia đã dặn không được để lộ tình hình, tất còn có nguyên nhân. Hắn cũng đã nói, tình huống giác hồ như vậy là đủ. Vương gia tuyệt đối không nên làm cho vấn đề rắc rối thêm. Đạo gia nói, một thời gian nữa sẽ cho chúng ta câu trả lời chắn chắn. Đã có lời này, kính xin vương gia bình tĩnh chớ vội. Thương Chiêu Tông biết ông nói có lý, cố nhắm mắt lại, dai dai chán, dường như muốn làm mình tỉnh táo hơn. Y cảm thấy lòng mình có phần rối loạn, dù gì nói. Con trai không còn còn có thể sinh tiếp, lửa chiến tranh vô tình, người chết rất bình thường. Nhưng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Thanh Nhi chịu nhục. Nếu quả như vậy, ta làm sao đối diện với cha mẹ, với các ca ca đã chết. Y rất đau khổ, mông sơn mình cũng rất băn khoăn. Một khi bên mình phát động tấn công, tất nhiên phe địch sẽ bị chọc giận. Một khi phe địch lột sạch thương thuộc thanh trước mặt trăm nghìn quân, bên mình làm sao chịu nổi. Con bé kia luôn hiếu học, có lễ nghĩa, ông ta rất yêu thích. Ông không có con cái, vẫn coi con bé đó như con gái ruột của mình, thực sự không đành lòng để nó chịu cái tội này. Ai, mông sơn minh ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy con bé kia làm sao lại số khổ như vậy. Phụ nữ nào chẳng thích trưng diện, cả đời đã bị gương mặt làm lỡ giờ chưa nói, bây giờ lại còn phải chịu cái tội này. Chỉ mong đạo gia có thể ngăn cơn sóng dữ, giúp quận chúa và tiểu vương ra thoát kiếp nạn này. Thương chiêu tông lặng lẽ, biết mông sơn minh cũng không dám hứa chắc. Vân cơ đến, tiến vào thấy Nghiêu Hữu Đạo trước bản đồ liền tới hỏi. Chuyện gì vậy? Nghiêu Hữu Đạo quay đầu lại cười cợt, hỏi. Người ở nước triệu nhiều năm, nước triệu cũng từng vây quét độ vân sơn. Người có bản lĩnh chui xuống đất kia, hiểu rõ nước triệu bao nhiêu. Vừa nghe lời ấy, con mắt quản phương nghi theo sau chợt sáng lên. Vân cơ trả lời, cầu sinh trong kẽ hở, thủ đoạn giữ mạng sao có thể kẻ vây bắt thăm dò rõ ràng, đương nhiên sẽ không lộ liễu trắng trợn. Có điều, có người ở bên nước Triệu biết việc ta thiện xuyên đất đá. Lúc này rồi, ngươi lại hỏi việc này làm gì? như Hữu đạo xoay người giơ tay, chỉ một điểm trên bản đồ. Ở đây, vị trí quân trướng trong quân Triệu, quận chúa và tiểu vương gia tất nhiên sẽ không cách nơi này quá xa. Vân Cơ theo dõi nơi hắn chỉ, ánh mắt lóe lên, nghi hoặc nói: "Không phải là ngươi muốn ta chui xuống đất đi cứu người chứ?" Nưu Hữu đạo gật đầu, chính có ý đó, ta kéo dài thời gian một ngày chính là giữ cho lúc này Ngươi xem một chút xem có thể nhân màn đem chui xuống đất tới đó, tìm thấy nơi này rồi cứu người ra. Cần phối hợp gì, người cứ việc nói, chúng ta thương lượng làm. Không cần thương lượng, Vân Cơ lắc đầu, chuyện này không thể nào thành công. Người cũng biết phe địch sẽ giam giữ quận chúa và tiểu vương ra gần quân trướng ở Trung Quân, mà Trung Quân là nơi nào. Tất nhiên nơi đó có rất nhiều cao thủ tập hợp bảo vệ, người ngoài muốn tới gần cũng khó khăn. Ta chui xuống đất đi sáng đó cũng không thành vấn đề, nhưng không cách nào tiếp cận mặt đất. Một khi ta tới gần mặt đất sẽ khó giấu được động tính để bị tu sĩ phát hiện, huống chi nơi đó có rất nhiều tu sĩ. Lại nói, người có thể hai người họ bị trông giữ cụ thể ở nơi nào không? Ta chạy khắp nơi tìm kiếm càng dễ bị phát hiện, ý tưởng của ngươi không hiện thực, như hiểu đạo trầm mặc một lúc, lại hỏi, nếu ta có thể tìm thấy vị trí cụ thể của quận chúa và tiểu vương gia, có phải ngươi có thể mang họ đi? phân cơ, tiền đề là bảo đảm không bị người phát hiện, ngươi biết đấy, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng lúc ở đế đô một mình ta ở dưới đất có thể qua lại như thường, nhưng nếu phải bỏ chạy mau chóng mà có vật bên ngoài đi theo, lại còn là người sống sờ sờ, không chịu nổi bị đè ép, mà sát với đất, thì ta phải cẩn thận ứng đối. Nếu không cẩn thận thì sẽ có thể chết người, huống chi có thể bị công kích. Lúc đó, áp lực nén tăng lên dữ dội, vật ngoài thân đó sẽ trở thành trói buộc, khiến ta không thể hành động bình thường được. chương 1285, chỉ có thể là cướp một. Người phải hiểu rõ, thân rơi hiểm cảnh, tốc độ đi trong đất không thể chậm lại được ngươi không phải không biết tình huống bên quân triệu kia nhiều cao thủ tập hợp như vậy đặc biệt là các lão già đã bắt cóc quận chúa ta không thể nào mang được quận chúa thuận lợi thoát thân nếu họ ra tay khi bọn họ ra tay chỉ khoảnh khắc thôi là có thể kéo hai người quận chúa từ trong đất ra đến lúc đó chỉ có thể là ta thoát thân một mình ngươi cảm thấy ta còn cần phải chạy không cái chỗ đó ngươi có thể đảm bảo ta không bị người phát hiện không hiểu tất cả những gì nàng ta nói Nghiêu hữu đạo đều hiểu. Nghiêu hữu đạo nói, nếu không cách nào tránh bị phát hiện thì bỏ biện pháp này qua một bên, tạm thời không đề cập nữa, lo lắng về phương hướng có khả năng. Cái gọi là phát hiện hay không, nói cho cùng là có thể cho người đầy đủ thời gian thoát thân hay không mà thôi. Phát hiện hay không thực ra không quan trọng, ta nói vậy không sai chứ. Vân cơ gật đầu, không sai, nghiêu hữu đạo, nếu như ta giao quận chúa và tiểu vương ra cho ngươi, ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể dẫn bọn họ thoát hiểm. Vân cơ, ít nhất 15 phút, nếu ngươi có thể cho 15 phút, ta có thể bảo đảm họ thoát hiểm. Nghiêu hữu đạo, 15 phút, được, thì 15 phút, ta tranh chủ cho ngươi 15 phút, ngươi giúp ta cứu họ ra. Đúng là làm thật à, vân cơ kinh ngạc, nhưng vấn đề là, ngươi làm sao giao họ cho ta. Chúng ta tới gần còn khó, ngươi còn làm sao cho ta 15 phút. Nghiêu hữu đạo, ngươi không cần lo việc này, ta xử lý. Hắn quay lại hỏi quản phương nghi, không nương trên người ngươi còn bao nhiêu tấm thiên kiếm phù. Quản phương nghi ngơ ngác nói, hai tấm, hai tấm không đủ, như hữu đạo lắc mạnh đầu, ngươi tính hết ra cho ta, tất cả gia sản trên tay ngươi cộng lại có thể mua bao nhiêu tấm. Quản phương nghi bĩu môi, bất đắc dĩ nói, lại bắt ta bỏ tiền, nhiều nhất sáu tấm, không thể hơn, trong này đã tính cả vốn ban đầu khi ta bán đi phủ phương viên. Sáu tấm, thêm trên tay ngươi hai tấm, cộng tám tấm, hẳn là đầy đủ. Nghiêu hữu đạo tính toán một lát, chợt nói nơi này không cách thành trích tinh quá xa nửa ngày qua lại hẳn là đủ ngươi lập tức sắp xếp người đi mua không cần quan tâm tiền có bao nhiêu gia sản đều lấy hết ra sau này ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi nói chung mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu thời gian có hạn nhanh đi ta muốn dùng đúng rồi không nên để cho người của ba đại phái phát hiện gọi vu chiếu hành hộ tống tránh khỏi trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhanh đi hừ quản phương nghi rất bất mãn hừ một tiếng có điều cũng biết hiện giờ không phải lúc cái cọ, hất đầu bước nhanh đi sắp xếp. Phân cơ, dùng thiên kiếm phù tranh thủ thời gian cho ta sao? Nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu, màn đêm buông xuống, rồi trời lại sáng. Tảng sáng, một con phi cầm lớn dáng lâm, ngô lão nhị, hứa lão lục và vu chiếu hành trở về, đi vào trình diện quản phương nghi. Nhét đồ đạc trong tay áo, quản phương nghi liếc bên này lại liếc bên kia, xoay người vén mảnh lều đi vào trong, tức giận nói với nghiêu hữu đạo đang khoanh chân tĩnh tỏa. Này, đồ đến rồi sáu tấm thiên kiếm phù thêm vào hai tấm khác nghiêu hữu đạo mở mắt nhận đồ vật kiểm tra một chút không muốn có sơ suất gì quản phương nghi không quên nhắc nhở đã nói rồi trả lại ta gấp đôi nghiêu hữu đạo không nói nhiều gọi vân cơ ngồi trong góc đang chờ đợi đồng thời đứng dậy rời lều vải quản phương nghi lắc quạt tròn lắc mông đi theo sau bên trong quân trường mông sơn minh tựa trên xe lăng ngủ gật đắp tấm thảm ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt dù sao ông cũng đã cao tuổi không chịu được lâu thương chiêu tông khó ngủ khi thì ngồi khi thì đi tới đi lui đạo gia thương chiêu tông đột nhiên hô gọi làm mông sơn minh tỉnh ngủ mở mắt nhìn thấy ba người tới một câu một thời gian nữa sẽ cho câu trả lời chắc chắn khiến hai người đợi đến bây giờ cuối cùng cũng đợi được người tới rồi nhìn thấy hai mắt thương chiêu tông vằn vẹn tia máu như hữu đạo muốn với y trung quy vẫn không nói được hiểu tâm tình của y cũng không phí lời như hữu đạo nói ngay vào điểm chính trong lòng ta tự có tính toán chuyện quận chúa và tiểu vương gia, có điều kế tiếp cần vương gia phối hợp. Mông Sơn Minh nháy mắt triệt để tỉnh táo, ngưng thần nghe. Thương Chiêu Tông gật đầu liên tục, xin đạo gia cứ việc sai bảo, chỉ cần bản vương làm được, tuyệt không chối từ. Như hữu đạo thở dài nói, có việc hy vọng vương gia rõ ràng, không phải là ta chưa từng cân nhắc đến việc bảo vương gia rút quân, đổi lấy an toàn của quận chúa và tiểu vương gia, nhưng không thể làm cách này được. Không phải ta lo và tiếc chiến công, mà là một khi làm như vậy sẽ hỏng chuyện tốt của ba đại phái. Ba đại phái còn có gì lo lắng, tình huống trong ngoài đều không có gì cản trở, tất nhiên bọn họ sẽ lạnh lùng hạ lệnh sát thủ với ta. Lúc đó quận chúa và tiểu vương ra trở về cũng khó thoát một kiếp. Đến khi ấy, xui xẻo không chỉ có chúng ta, còn liên lụy đến vương gia và rất nhiều huynh đệ bên dưới bị tàn sát. Thương chiêu tông, bản vương đều hiểu lời đạo gia nói. Đạo gia cứ việc nói làm thế nào, bản vương tuân mệnh là được nghiêu hữu đạo ý của ta là không còn biện pháp khác chỉ có thể cướp người trong tay phe địch cướp mông sơn minh cả kinh người ở trên tay đối phương làm con tin tất nhiên sẽ bị coi giữ rất nghiêm đối phương lúc nào cũng có thể lấy mạng quận chúa và tiểu vương ra căn bản khó có thể ra tay làm sao cướp cũng không thể làm bừa để cướp hai người chết chứ nghiêu hữu đạo giơ tay ngăn ông nói nên làm thế nào ta hiểu rõ sẽ tùy cơ ứng biến cho thích đáng có điều ta có chuyện quan trọng phải thanh minh trước ta không có niềm tin tuyệt đối vào việc này, chỉ có thể nói là tận lực thử một lần. Vương gia cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh trong nháy mắt rơi vào tâm trạng nặng nề. Thương Chiêu Tông dị thường gian nan gật đầu nói, rõ rồi, đạo gia dặn dò đi, bản vương toàn lực phối hợp. Nghiêu hữu đạo chỉ chỉ vân cơ, ta và vân cơ sắp đi quan bên quân triệu một chuyến. Trong lúc nhất thời, ta không có đường dây liên lạc với phía đối diện đối diện đang nằm trong sự quản chế của quân đội, phiền vương ra hỗ trợ liên hệ với đối phương. Lời hắn vừa nói, trừ vân cơ hiểu rõ, mấy người bao gồm cả quản phương nghi đều hơi kinh ngạc. Thương chiêu tông ngạc nhiên, hiện giờ đi tới quân triệu, còn mấy canh giờ mới tới thời gian hẹn gặp mặt, vì sao bây giờ phải đi sang. Nghiêu hữu đảo, thời gian ước hẹn có thể sớm hơn, nguyên nhân là muốn bảo mật. Ta gặp mặt quân triệu không muốn để ba đại phái biết, bằng không sẽ xảy ra chuyện xấu. Ta nói thẳng, ba đại phái không đáng tin ta vẫn luôn đề phòng họ đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước ta muốn vương gia cần phải biết rõ tình huống bên phía vương phủ đừng nói lúc trước hiện giờ ta vẫn không tin bọn họ phải đề phòng bọn họ thương chiêu tông được làm thế nào nghiêu hữu đạo vương gia phái lượng lớn binh sĩ thám báo tới lui tiền tuyến sẽ không bị người ta chú ý tránh được tai mắt của ba đại phái vương gia có thể bí mật phái một người cầm thư đi tới bên quân triệu truyền tin nói cho họ biết ta muốn đích thân tới, bí mật đàm phán với họ, bảo họ chuẩn bị nhân viên tiếp ứng trên không. Ta tự đi tới, họ tất sẽ đồng ý. Thương Chiêu Tông, việc này đơn giản, rất dễ dàng. Còn gì nữa không, Nghiêu Hữu Đạo, còn nữa, là vương gia cần phải chuẩn bị tốt tấn công, không cầu thắng, dù là đánh nghi binh. Nói chung là cần phải hấp dẫn phe địch tăng mạnh phòng ngự chống cự. Thương Chiêu Tông, có thể, khi nào động thủ, Nghiêu Hữu Đạo, chú ý quan sát, chờ ta đi qua đó, một khi bên kia đánh tới, động tính sẽ không nhỏ. Bên này Vương gia chỉ cần lưu ý sẽ phát hiện được. Ta vừa ra tay, bên này ngài lập tức hành động. Nhớ kỹ, không được bỏ lỡ, cái mạng này của ta giao cả trong tay Vương gia đó. Chương 1286, chỉ có thể là cướp hai. Chuyện này, Thương Chiêu Tông nghi ngờ không thôi, Mông Sơn mình cũng giật mình, chỉ hai người. Quản Phương Nghi cả kinh nói, "Đạo gia, ngài và Vân Cơ chạy sang bên kia ra tay." nghiêu hữu đạo nếu đã muốn cướp thì không tránh được chiến đấu điều mà quản phương nghi khiếp sợ không phải điều này hỏi ngài tuyệt đối đừng nói cho ta chỉ hai người chạy đi cướp người vậy không phải nói đùa hay sao nghiêu hữu đạo ta giống như đang nói đùa sao quản phương nghi lúc này mới hiểu rõ chuyện truy hỏi ngươi muốn dùng thiên kiếm phụ yểm trợ tranh thủ thời gian cho vân cơ để vân cơ mang quận chúa và tiểu vương gian chui xuống đất thoát thân nghiêu hữu đạo hiện giờ cũng chỉ có thể làm thế, đây là biện pháp khả thi duy nhất. Quản phương nghi, vậy ngươi làm sao thoát thân, nghiêu hữu đạo, cho nên ta mới bảo vương ra bên này phối hợp tấn công, coi như dụ phần lớn tu sĩ phe địch chạy tới tiền tuyến. Quản phương nghi cuống lên, vậy thì có tác dụng gì? Hiện tại ngươi chạy sâu vào trong quân địch, đừng nói 8 tấm thiên kiếm phủ, mà ngươi còn phải tranh thủ thời gian cho vân cơ, cho ngươi 100 tấm thiên kiếm phủ cũng không giết ra nổi. Bây giờ đối diện đang tập kết binh lực mạnh nhất của nước triệu, xa như vậy, làm sao cũng có thể lôi kéo được ngươi. Ngươi cản bản không thể nào giết ra được, bà ta lại quay lại hỏi Vân Cơ, ngươi cảm thấy như vậy được sao? Vân Cơ lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm, không đề nghị hắn làm vậy, nhưng hắn vẫn kiên trì. Quản Phương Nhi cũng mặc kệ thương chiêu tông và mông sơn minh nghĩ như thế nào, cảnh cáo nghiêu hữu đạo. Ngươi làm như vậy là cầm tiền của ta đổ xuống sông xuống biển, ta không đồng ý. Ta kiên quyết phản đối, nghiêu hữu đạo giờ khóc giờ cười. Ngươi làm sao nói câu nào cũng không rời tiền. Ta nói rồi, quay về ta sẽ bù cho ngươi gấp đôi tiền mua thiên kiếm phủ. Quản phương nghi trợn mắt nói. Mọi người chết hết rồi, ta đi tìm quỷ đòi tiền. Lại nói, ngươi làm bao nhiêu chuyện thất đức rồi, có tư cách thành quỷ sao? Như hữu đạo không có kéo với bà ta. Được rồi, ta đã quyết định, không nói nhiều. Thương chiêu tông lại lên tiếng ngăn cản. Đạo ra, nếu mà như vậy, hai người thanh nhi không cứu cũng được, quá nguy hiểm. Như hữu đạo, nghĩ nhiều rồi, nếu ta không có phần chắc chắn thì sẽ không mạo hiểm vô cớ. Cứ định như vậy đi, quản phương nghi, đạo gia, ngài nghe ta một câu, nếu biện pháp của ngài có thể dùng được, vậy gọi người của ba đại phái phối hợp đi. Nơi này tập hợp sức mạnh hàng đầu của ba đại phái, có thực lực liều mạng với đối phương. Giao thiên kiếm phù cho họ, để họ đi, dùng thực lực của họ đi cướp người mới thích hợp nhất. Nghiêu hữu đạo, ngươi nói mê sảng à cho người của ba đại phái thâm nhập vào lòng quân địch nhiều cao thủ như mây, thiên quân vạn mã đi cướp người, người nghĩ họ có đồng ý không? Quản phương nghi thật sự cuống lên, vậy người cũng không thể chỉ đi hai người, ít nhất cũng phải mang thêm mấy người chứ. Nghiêu hữu đạo, nhiều người trái lại không thích hợp, nhiều người sẽ khiến đối phương cảnh giác, cản bản không thể để quận chúa và tiểu vương ra thoát ly khống chế, đi tới cũng chỉ là công toi. Chỉ đi ít người mới có thể khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, chúng ta mới có cơ hội thành công hơn nữa nhiều người càng trói tay trói chân đi cũng chỉ chịu chết ta không thể nào chấp nhận được nói không hay người đồng ý mạo hiểm đi cùng ta đều là người mình vì cứu người mình mà hy sinh người mình là không cần thiết mông sơn minh Cao mày lên tiếng đạo ra biện pháp của ngài thực sự là mạo hiểm không thể làm có điều nghe ngài nói như thế ta lại có một biện pháp ổn thỏa hơn một chút nghiêu hữu đạo à lên một tiếng nguyện nghe cao kiến của mông soái những người khác cũng tỏ vẻ chờ mong nhìn về phía Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh trầm ngâm nói: "Nếu đã thâm nhập vào sâu trong quân địch, quân ta đánh nghi binh trợ lực cũng vô dụng. Nếu đạo gia quả thật tin tưởng chắc chắn, ta vẫn kiến nghị tiếp xúc ở thời điểm Song Phương đã ước định đàm phán. Đến lúc đó, quân đội đối lập nhau, cao thủ bên ta cũng có. Một khi có biến, người bên ta có thể cấp tốc lao tới cứu viện. Dưới tình huống đạo gia có nhiều thiên kiếm phù bảo vệ, trợ giúp đạo gia thoát thân cũng không thành vấn đề." Thương Chiêu Tông ừm một tiếng, có thể được, quản phương Nhi cũng gật đầu liên tục, đúng, đúng, cứ vậy đi, như hữu đạo lại phản đối, các người ước ta chết sớm phải không, hả, mông sơn minh ngạc nhiên, sao đạo gia lại nói vậy, như hữu đạo, ta nói rồi, quyết không thể để ba đại phái biết được. Ta nghĩ trong lòng mọi người cũng hiểu, ba đại phái muốn trừ ta đi cho yên tâm, chỉ là hiện giờ chưa phải thời cơ tốt nhất cho họ ra tay. Chuyện lớn sắp tới, họ không muốn gây nhiễu loạn ngay trước mặt vương gia và mông soái cận kề đại quyết chiến bọn họ còn kiêng rẻ không tiện ra tay với ta thế nhưng nếu có thể để cho ta chết trong tay phe địch thì đúng là quá thích hợp mọi người cảm thấy thời khắc hai quân đối chọi nhau ta bị vây công họ có ra sức cứu ta không coi như mọi người còn đang nhìn coi như họ có ra tay cứu họ cũng thất bại là điều chắc chắn bại mà các người không có lời nào để nói trên tay ta có nhiều thiên kiếm phù hơn nữa cũng đừng nghĩ thoát thân cho đến tận khi tu sĩ nước triệu mài mòn đến chết việc này quyết không thể để bọn họ biết bằng không ta dám chắc họ sẽ muốn mượn đao giết người mọi người nghiêm trang không nói gì như hữu đạo tiếp tục nói còn nữa trong lúc hai quân đối địch phe địch không thể để quận chúa và tiểu vương ra thoát ly khống chế chỉ cần họ vẫn bắt được dù chỉ một ngón tay đặt trên người quận chúa và tiểu vương ra ta sẽ không cách nào cứu hai người thoát hiểm dứt lời hắn bước tới trước bản đồ treo tường chỉ vị trí đại doanh trung quân của phe địch đây chính là nguyên nhân vì sao ta phải sớm mật đàm với họ mật đàm không phải mục đích mục đích là tránh khỏi người của ba đại phái cũng là để xuất hiện ở đây hiện giờ ta đi sang đó sớm hơn tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây nơi này cao thủ nhiều như mây đại quân tập hợp trấn thủ chỉ có hai chúng ta đi qua ít người không gây được uy hiếp họ mới thả lỏng cảnh giác khi đó ta mới có thể tìm được cơ hội ngắn ngủi để quận chúa và tiểu vương ra thoát khỏi khống chế của họ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con Quản Phương Nghi lo lắng nói, được, coi như ngươi nói có được hay không, nhưng ngươi muốn yểm hộ vân cơ dẫn người chui xuống đất rời đi, bản thân ngươi làm sao thoát thân. Bên kia quá nhiều cao thủ, ngay cả thái thượng trưởng lão của ba đại phái nước triệu đều ở đó, ngươi không có cách nào thoát thân. Chính vì vậy ta mới tìm mông Soái hỏi về giác hồ. Như hữu đạo giơ tay chỉ hồ nước trên bản đồ, nơi này cách đại doanh trung quân của địch chỉ có hai dặm đường. Sau khi vân cơ dẫn người thoát thân, Ta lập tức dựa vào lợi thế thiên kiếm phù ngang nhiên giết về phía giác hồ. Chỉ cần ta có thể trốn vào giác hồ, họ không hẳn có thể làm gì được ta. Sau khi vân cơ sắp xếp cẩn thận cho quận chúa và tiểu vương ra sẽ lập tức quay lại giác hồ tiếp ứng cho ta, mang ta độn thân từ dưới giác hồ đi. Thả bản đồ xuống, hắn nói với thương chiêu tông, đây chính là lý do ta bảo vương ra phát động quân đội tấn công phối hợp. Thiên kiếm phù của ta có hạn, không trụ được quá lâu, chỉ có thể tránh hiểm tới giác hồ chỉ khi vương gia dẫn quân hấp dẫn lượng lớn tu sĩ chạy đi tiền tuyến trợ giúp ta mới có cơ hội thoát thân bằng không đối mặt với hàng nghìn hàng vạn tu sĩ vây giết tới giác hồ với sức một mình ta cũng khó đợi đến lúc vân cơ tiếp ứng cho nên vương gia phải nhớ kỹ một khi bên ta đánh tới quân đội phải kịp thời phát động tấn công không thể sớm sẽ đánh rắn động cỏ bên kia sẽ tử thủ khống chế bọn quận chúa ta sẽ không thể cứu được cũng không thể muộn muộn thì ta sẽ khó giữ được mạng chương 1287, người đưa tin. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn đổi sắc mặt. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó ra sao. Đối mặt với thiên quân vạn mã và cao thủ như mây vây công, vị đạo gia này muốn một thân một mình mở đường máu thoát ra. Quản phương nghi đỏ cả mắt, không phải ngươi nói ngươi không thích chém chém giết giết sao. Hiện tại quản phương nghi mới hiểu vì sao lúc trước hắn lại nói cái hồ kia không liên quan đến việc giải cứu thương thục thanh, quả thực không liên quan mà là chuẩn bị dùng để bảo đảm tính mạnh của chính hắn nhưng như vậy có thể bảo đảm được sao nghiêu hữu đạo không thích thì không thích nhưng đã đi lên con đường này kiểu gì cũng có lúc không thể tránh khỏi quản phương nghi nếu như ngươi cảm thấy người của ba đại phái không đáng tin thì có thể cho vu chiếu hành đi hay không để vu chiếu hành thay thế ngươi bà ta vừa nói ra lời cũng đã nhận ra điều không ổn nói câu này quả có phần ích kỷ lập tức bà ta đổi giọng đính chính ý mình tu vi của y cao hơn ngươi khả năng thành công cũng cao hơn. Không nương, không có đạo lý như vậy, Ngưu Hữu đạo lắc đầu, rồi lại cười, "Phu chiếu hành đi, đối phương sẽ không tin tưởng y, không tin y có tư cách đại biểu đàm phán. Y sẽ không có cơ hội ra tay. Sự việc ra sao thì phải có hạng người đó nhầm vào. Tu vi không quan trọng, thích hợp mới quan trọng nhất. Tu vi của y tuy cao, nhưng y tới đó chỉ có con đường chết, không có cơ hội thoát thân. Ta đi thì lại khác, ta còn có khả năng thoát thân. Được rồi, Hồng Nương, ý ta đã quyết, người đừng ngăn ta. Cứ quyết định như thế đi, thương chiêu tông cũng đỏ cả mắt, đạo gia làm vậy là muốn lấy mạng ném vào, tâm tình y kích động nói. Đạo gia, thôi đi, không cứu nữa, thật sự, không cứu. Việc này ta tự có dự định, đừng rông dài nữa, lập tức báo tin cho đối diện, ta chờ tin tức của vương gia. Như hiểu đạo nói như đinh đóng cột rồi đi thẳng, vân cơ nhìn người này, nhìn người kia, hơi cúi người hỏi thăm, sau đó cũng xoay người rời đi quản phương Nhi yên lặng đi theo sau bọn họ đều đi rồi mông sơn minh mới từ tốn nói vương gia ngài nói không ngăn được hắn đâu ta cứ làm theo lời hắn đi cố gắng phối hợp phối hợp tốt mạnh hơn bất cứ lời nói nào thương chiêu tông vạn phần xoắn suýt nói ta làm như vậy chẳng phải là quá ích kỷ mông sơn minh quay đầu lại nói đại an ngươi cũng nghe rồi đó ngươi đổi quần áo cải trang một chút giả bộ làm thám báo việc này ngươi phải tự mình đi một chuyến Người đi sẽ dễ giữ chữ tín hơn bên kia, để người khác đi ta quả thực không yên lòng. Vâng, là Đại An nhận lệnh, đẩy xe đẩy đi. Trở lại trong lều, Nhiều Hữu Đạo đứng trước bản đồ, suy nghĩ cẩn thận, tính toán xem còn sơ hở gì không. Đối với hắn mà nói, sự việc thường rất đơn giản. Giống như chuyện này, công tác chuẩn bị trước sau thường mới là khâu quan trọng nhất, còn phức tạp hơn bản thân sự việc, sau đó sự việc chân chính phức tạp sẽ thuận lý thành chương mà giải quyết nước đến chân mới nhảy hóa ra lại là cách xử lý đơn giản nhất. Người giết trưởng lão ba đại phái nước triệu ở thiên cốc, lại gây ra chiến sự diệt quốc với ước triệu, bây giờ còn chủ động dâng tới cửa, bọn họ sao có thể tha cho ngươi. Đứng sau lưng ngắn im lặng một hồi, quản phương nghi nói nhỏ. Hiển nhiên bà ta vẫn muốn khuyên hắn không nên mạo hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Nghiêu Hữu đạo đang quan sát bản đồ, quay lưng về phía quản phương nghi, từ tốn nói. Một đám hám lợi, bọn họ còn hiểu rõ bên nặng bên nhẹ hơn ngươi đối diện với sống còn, chuyện lúc trước đối với họ đã không còn quan trọng. Quả thực, có giết ta hay không đã không phải chuyện cần ưu tiên số một. Giết ta, bọn họ triệt để mất hy vọng. Vào lúc này chỉ cần ta có thể cho họ hy vọng, không nói quét giường tiếp đón, chỉ ít họ sẽ không manh động với ta. Quản Phương Nghi nói, con tin ở trên tay bọn họ, người dám cam đoan bọn họ sẽ cho người cơ hội cướp giật. Nghiêu Hữu đảo, có cơ hội mới là lúc nguy hiểm nhất, không có cơ hội ngược lại an toàn không lo nếu không có cơ hội, ta lại giả bộ đàm phán, tuyên bố trở về sẽ thương lượng với vương gia, qua loa một lát là có thể an toàn trở ra. Họ sẽ không dám ngang ngược giữ ta lại khiến cho sự việc nát bét hơn. Chỉ cần để họ thấy hy vọng, họ sẽ để ta bình an đi về. Cho nên, người không cần thiết lo ngại, nói trăm lần, nghìn lần rồi vẫn phải nói lại, quản phương nghi không nhịn được dẫm chân bình bịch, nói thẳng tuột ra. Đạo ra, ta cũng rất muốn cứu hai người quận chúa, nhưng phải trong tình huống có thể thành công mới được. Ngươi biết lần này đi có nguy cơ rất lớn có thể mất mạng, có đáng không? Ít ra trong mắt người của Sơn Trang Mao Lư chúng ta, quận chúa và tiểu vương ra cộng lại cũng không đáng giá bằng ngươi. Nưu Hữu Đạo xoay người, hai con mắt sâu lắng lẳng lặng nhìn bà ta, chợt hỏi. Vậy trong mắt người của Sơn Trang Mao Lư, giữa ngươi và ta, ai có giá trị cao hơn? Quản Phương nghi khinh thường xì một cái, ta không đáng giá bằng ngươi được chưa? Chính vì ngươi đáng giá, ngươi mới không thể mạo hiểm như vậy. Nưu Hữu Đạo nhưng nếu ngươi trở thành con tin lúc này, ta cũng sẽ không tiếc đánh đổi tính mạng mạo hiểm đi cứu ngươi, ngươi có tin hay không? Quản phương nghi nghẹn lời không nói gì, bà ta tin, bà ta không nghi ngờ chút nào, Nghiêu Hữu Đạo nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu bà ta. Theo Nghiêu Hữu Đạo bao nhiêu năm, về mặt này, bà ta có lòng tin tuyệt đối. Nghiêu Hữu Đạo từ từ nói, có việc nên làm, có việc không nên làm, từ lúc phương ra mượn binh từ quận Quảng Nghĩa, gặp phải không ít khó khăn, ta có rất nhiều cơ hội đi con đường thoải mái hơn, cũng có rất nhiều thế lực mạnh mẽ hơn vương ra đến mời chào ta. Ta hoàn toàn có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng ta tình nguyện đi con đường gian nan, nguy hiểm nhất này, có biết vì sao không? Nói như vậy không phải là vì ta trung thành, ta không cao thượng như thế, mà cái đó gọi là đạo nghĩa. Quản phương nghi biểu hiện phức tạp nhìn hắn, vân cơ đứng bên khác nhìn sang, suy tư, nghĩ đến mình. Nàng ta có thể nghe lời như Hữu Đạo sai bảo không chỉ vì có nhược điểm nằm trong tay Nhiêu Hữu Đạo, mà làm sao lại không phải vì bản thân Ngưu Hữu Đạo. Trên thực tế, cho dù Ngưu Hữu Đạo nắm nhược điểm của nàng ta trên tay, nàng ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bị cưỡng chế. Đi theo Ngưu Hữu Đạo, về mặt tâm linh ngược lại còn có cảm giác an toàn, cảm thấy chân thực. Khi ánh bình minh tới, một thất ngựa từ quân đội nước Yến phóng ra, đón thần phong, cất phó chạy về phía quân đội triệu đối diện, chính là La Đại An hóa trang thám báo. Trên thảm cỏ ven đường, một sợi dây thường đột nhiên bắn lên từ dưới mặt cỏ. Chiến mã hí lên, mất đà ngã xuống, cũng hất văng La Đại An. Hai binh sĩ nước triệu ẩn thân đã sách đao nhanh nhẹn nhào tới. La Đại An lăn lộn trên mặt đất cũng không dễ dàng để bị trói lại, hướng lên trời đạp một phát đạp bay một tên vừa nhào tới, thuận đà lăn sang bên tránh nhát chém của tên khác. Y quay ngược tay bắt lấy cổ tay cầm đao của đối phương, kéo đối phương ngã lăn lộn xuống đất. Đến lúc y nhỏm dậy, đầu gối đã đè lên eo một người ép xuống đất, đao trong tay đối phương rơi vào tay La Đại An rồi gác lên cổ đối phương y lạnh lùng nhìn chằm chằm một người khác đang bỏ dậy. Ta không có ác ý, ta chính là lính dưới quyền mông soái nhận lệnh đưa tin cho bảng đô đốc. Quân triệu, doanh trướng trung quân, một tướng lĩnh tới cấp báo. Đại đô đốc, mông sơn minh phái người đưa tin đến, nói là có mật thư giao cho đại đô đốc. Bàng đang đang đứng trước chậu nước rửa mặt, ngạc nhiên quay đầu sang. Mông Sơn Minh có mật thư cho ta. Lai Tương nói, người đưa tin là La Đại An Tổng quân dưới trướng Mông Sơn Minh. Bàng Đăng bất ngờ, đó là La Đại An con trai của La An, được Mông Sơn Minh Thu làm đồ đệ. chương 1288, Phó Hiệp 1 Lai Tương, đúng vậy, đã xác minh, đúng là y, y mặc trang phục thám báo yến, còn bảo bên chúng ta cũng phải bảo mật. Bàng Đăng vội vã trà sát mặt, ném khăn đi, vung tay nói. Mang tới, rất nhanh, La Đại An bị mang tới, đầu bị chụp một cái túi vải đen, hai tay còn bị trói ngược ra sau lưng. Bàng Đăng không nhịn được nói mở ra, mở ra, đối với ông ta, một người như vậy không nổi được sóng gió gì. Túi đen trên đầu La Đại An được lấy ra, dây chói hai tay cũng được cởi. Y nhìn ngắm chung quanh một chút, ánh mắt liếc tới bàng đằng, hoạt động cổ tay một chút, chắp tay. Bàng đằng cũng đang quan sát Y, ông ta quan tâm như vậy vì đối phương là đệ tử của Mông Sơn Minh. Thấy đối phương một mình đến mà không sợ hãi chút nào, lông mày ông ta hơi nhíu, hỏi. Thư ở đâu, là Đại An giơ tay, cởi mảnh vải búi tóc trên đầu xuống, dâng lên. Bên này lập tức có người nhận lấy kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới giao cho bàng đằng. Bàng đằng lật qua lật lại cuộn vải nhăn nheo, quả nhiên có chữ viết, rồi lăn cuộn vải mở ra xem nội dung. Sau khi xem xong, ông ta có vẻ nghi ngờ, ngừng đầu hỏi. Đã hẹn trước thời gian gặp mặt, vì sao phải bí mật đàm phán? Là Đại An nói, ta chỉ nhận lệnh truyền tin, chuyện khác không biết rõ. Bàng đằng do dự một chút, phất tay nói, dẫn người đi đã thấy người bên mình lại đang định trói la đại an lại ông ta nói trùm khăn đầu lên coi kỹ là được rồi dù sao người tới cũng không phải người thường có địa vị khá cao là người có quyền nói chuyện bên cạnh mông sơn minh bên quân triệu có lẽ còn phải cho người ta quay về trả lời không cần thiết phải làm quá nếu làm người ta không vui chẳng may là kẻ tiểu nhân lúc về nói chút chuyện không êm tai lúc đó xảy ra chuyện xấu cũng có khả năng túi vải đen lại chụp lên đầu la đại an sau đó y bị đưa đi giam giữ. Sở dĩ chụp túi đen lên là không muốn để đối phương thấy rõ tình huống trong trận doanh bên này, đó là bí mật quân sự. Một lúc sau, trưởng môn tả thừa phong của Lạc Hà Sơn Trang, trưởng môn tương vạn lâu của Quy Nguyên Tông, trưởng môn mễ mãn của thuộc tiên giáo vội vã chạy tới lều. Ba người lục tục xem xong thư, tả thừa phong có cùng nghi vấn hỏi. Đã hẹn trước thời gian gặp mặt, sao còn phải chạy tới mật đàm? Bàng đăng nói, bên quân Yến có người của ba đại phái nước Yến đốc quân. Ba đại phái nước Yến hẳn là không thể đồng ý, thương chiêu tông lại có khả năng muốn cứu em gái và con trai của mình. Thái độ hai bên tất nhiên có mâu thuẫn, như hữu đạo tự mình chạy tới mật đàm nhất định là có liên quan đến việc này. Có lẽ là bên đó muốn gạt ba đại phái ra để bí mật thỏa hiệp biện pháp với chúng ta. Chỉ ít, họ cũng mang theo điều kiện để chúng ta nhìn thấy hy vọng, bằng không hắn không dám tới. Ba người nghe vậy đều khẽ gật đầu, hoàn toàn có khả năng này, cũng chỉ có khả năng này. Có điều mễ mãn hơi nghi ngờ, việc này liệu có gian trá gì hay không? Tương Vạn Lâu xì tiếng nói, có thể có gian trá gì? Hắn không thể dẫn thiên quân vạn mã tới mật đàm chứ, như vậy còn gọi là mật đàm sao? Cho dù hắn mang hơn trăm người đến, chỉ cần có dị thường thì đã đến đây rồi thì không để hắn quay về nữa. Đến nơi này còn dám sằng bậy, trừ phi hắn chán sống còn có thể. Quả là như thế, mọi người cùng gật đầu, Tương Vạn Lâu quay đầu lại hỏi bằng đằng, thái độ của đại đô đốc là bàng đăng nói gặp một lần cũng không tổn thất cái gì ý kiến của ta là đồng ý mật đàm ba vị trưởng môn nhìn nhau đều gật đầu tán thành sau khi quyết định tả thừa phong có chút không cam lòng nói như hữu đạo này ta thật sự muốn băm hắn thành vụn cho chó ăn còn dám chạy tới lá gan không nhỏ quá kiêu ngạo mễ mãn than thở nói tả huynh đã lúc nào rồi nói lời vô ích này có gì thú vị người ta làm sao mới đến người ta biết huynh không dám giết hắn bằng không hắn nào dám chạy tới ông ta lại quay sang nói với bàng đằng đại đô đốc cho người đưa tin quay lại đáp lời đi bàng đằng ưng một tiếng cho người dẫn la đại an quay lại đây ngay trước mặt ba vị trưởng môn bàng đằng và la đại an ước hẹn phương thức để nghiêu hữu đạo đến đây xét thấy nghiêu hữu đạo muốn bảo mật cũng là tránh cho hiểu lầm quyết định nghiêu hữu đạo bay trên không từ hướng nào tới đây đây là cuộc chiến giữa hai quốc gia hai bên đều vận dụng rất nhiều phi cầm loại lớn để điều tra và phòng bị như hữu đạo bay qua mà chưa được phép cũng khó tới gần, cho nên cần phải hiệp nghị rõ ràng. Sau khi xác nhận mọi chuyện xong, là Đại An lại bị bịt khăn trùm đầu, được đưa ra ngoài. Bí mật trục xuất người tại tuyến đầu, một con khoái mã được dắt cho La Đại An. Sau khi khẩn cấp trở về, là Đại An đổi trang phục chuẩn bị từ trước trong một lều trại rồi mới công khai lộ diện, đi thẳng về đến doanh trướng của Trung Quân, bẩm lại mọi việc với Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh. Xác nhận câu trả lời, Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh đi thẳng đến nơi đặt chân của Ngưu Hữu Đạo, bảo La Đại An tiếp tục bẩm báo tường trình cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo hỏi một chút chi tiết vấn đề, sau đó quyết định hành động. Gần tới lúc hành động, bất kể là Thương Chiêu Tông hay Mông Sơn Minh đều khuyên nhủ Ngưu Hữu Đạo cân nhắc lại, nhưng thái độ của Ngưu Hữu Đạo rất kiên quyết, không ai có thể lay chuyển. Sau khi mấy người kia rời đi, Ngưu Hữu Đạo gọi lấy giấy bút mực, viết thư cho quản Phương Nghi, nói: "Chờ ta đi rồi, người giao cho vương gia." có cái gì không thể nói ngay mặt, quản phương nghi mặc kệ hắn, mở luôn thư ra đọc. Không đọc còn may, vừa đọc xong là mắt đỏ lên luôn. Lại quay lại, bà ta đã thấy Nhiều Hiếu Đạo và Vân Cơ đang dịch dung. Sau khi giả dạng xong, Nhiều Hiếu Đạo quay đầu lại, khẽ mỉm cười đối với quản phương nghi đang ngơ ngác nhìn sang, rồi lại gật đầu với Vân Cơ, ra hiệu đã có thể đi. Vân Cơ tới gần hắn, sau khi phóng pháp lực ra, bùn đất dưới chân hai người cuộn lên, dần nuốt chửng hai người vào lòng đất. Một lúc sau, mặt đất cuộn lên như bùn lầy chợt khôi phục như ban đầu. Nghe tiếng sàn sạt dưới lòng đất dần yên lại rồi không còn tiếng động gì nữa, quản phương nghi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, xoay người ra khỏi lều vải, đi tới quân trướng trung tâm, đưa thư của Ngưu Hữu Đạo cho Thương Chiêu Tông. Trong thư báo cho Thương Chiêu Tông, nếu lần này Ngưu Hữu Đạo không về được, y không cần phải lo lắng gì cả, lập tức tự vệ lấy mình, quy thuận ba đại phái nước Yến. Người và sự việc của Sơn Trang Mao Lư không cần y lo, những người đó sẽ tự có đường lui. Mặt khác, Nưu Hữu Đạo biểu thị đã giúp Thương Chiêu Tông sắp xếp xong. Nếu lần này không về được, bên kinh thành sẽ có người liên hệ với Thương Chiêu Tông, phối hợp với Thương Chiêu Tông ứng đối với phiền phức có thể xuất hiện, sẽ cùng mưu đồ hậu sự với Thương Chiêu Tông, bảo đảm chu toàn cho người của hệ phái Châu Nam. Trong thư không tiện nói rõ chi tiết, chỉ nói là đến lúc đối phương liên hệ với y, Thương Chiêu Tông sẽ biết rõ ràng. Cuối thư là dòng chữ đọc xong đốt ngay. Nưu Hữu Đạo đã chuẩn bị tốt tình huống không trở về được thư này là di trúc sắp xếp hậu sự. Thương Chiêu Tông chậm rãi nhắm mắt không nói, đưa thư cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn xem xong thư, sắc mặt thay đổi, thở dài. Nghĩa Bạc Vân Thiên, trưởng môn, Thương Chiêu Tông đang điều động đại quân, truyền lệnh chuẩn bị tấn công cho tướng lĩnh tuyến đầu. Nghe đệ tử bên dưới tới báo, Cung Lâm Sách lập tức chạy ra khỏi lều vải, đứng trên sườn núi nhìn sang, quả nhiên thấy binh sĩ khẩn cấp điều động. Động thái lớn như vậy không thể giấu giếm được người liên quan. Long Hưu và Mạnh Tuyên cũng lộ diện, Ngọc Thương đang ở đây xem chuyện con tin sẽ được giải quyết thế nào cũng chạy ra. Mấy người chạy tới doanh trướng trung quân, chỉ thấy Thương Chiêu Tông đang mặc giáp. chương 1289, Phó Hiểm 2. Long Hưu trầm giọng đặt câu hỏi, Vương ra, đại quân đột nhiên điều động, ngài muốn làm gì? Thương Chiêu Tông nâng mũ giáp lên đầu mình, nói, tất nhiên là chuẩn bị phát động tiến công với địch, tấn công ngay lúc này. Long Hưu biểu thị hoài nghi, không phải đã hẹn đàm phán sao? Vương gia đột nhiên phát động tấn công như vậy, không sợ quân địch gây bất lợi cho quận chúa và tiểu vương gia. Thương Chiêu Tông, không có gì để nói. Ta không thể lui binh, kết quả đã được quyết định từ lâu. Đối phương cuối cùng vẫn sẽ ra tay đối với bọn Thanh Nhi mà thôi. Nếu như thế, không bằng nhân lúc chủ động tiến công trước, giải mối huyết hận này. Lời này vừa nói ra, mấy người Long Hưu có thể nói là rất thỏa mãn. Mạnh Tuyên vuốt cằm nói vương gia có thể nhịn đau vì đại cục thực sự là khả kính vương gia yên tâm chúng ta nhất định toàn lực phối hợp trợ giúp vương gia báo thù rửa hận long hưu gật đầu không sai mấy người ra khỏi lều vải lục tục xoay người lên ngựa phi nhanh trong quân doanh hồ binh hoán tướng mau chóng tập kết quân đội tiến về phía phe địch tại một khu rừng hứa lão lục mang theo một con phi cầm cỡ lớn đã chờ đợi ở địa điểm chỉ định nghiêu hữu đạo cùng vân cơ vừa đến ba người lập tức điều động phi cầm bay lên không Sợ sao, như hữu đạo chợt hỏi. Hắn hỏi vậy là lo đối phương căng thẳng dễ sơ xuất. Ta, vân cơ hỏi ngược lại, rồi thở dài nói. Ta không có gì phải sợ, cho dù không thắng, một mình ta thế nào cũng được, thoát thân cũng không phải vấn đề, họ không ngăn được ta. Nếu nói là sợ, ta lại sợ ngươi có chuyện, ngươi sợ không, ta, như hữu đạo cười cợt, quen rồi, hứa lão lục điều khiển phi cầm đi vòng một vòng lớn, tới gần vị trí quân triệu, sau đó điều khiển phi cầm đi theo con đường mà bên bàng đằng đã bố trí tốt, quả nhiên lưu thông. Phi cầm tuần tra trên không trung nhìn thấy người đi trên tuyến đường này liền cho qua, không có bất kỳ cản trở nào. Sau khi đến bầu trời phía trên nơi đóng quân của Trung quân, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ cùng nhảy xuống, bay về phía vị trí doanh trướng lớn nhất, gió lướt qua vù vù. Phi cầm đập cánh bay lên, hứa lão lục điều khiển nó nghiêng người một cái, cấp tốc rời xa. Hai bóng người vèo vèo rơi xuống đất, lập tức bị một đội tu sĩ bao vây. Bàng đằng từ trong quân trướng đi ra, được một nhóm cao thủ của ba đại phái nước triệu hộ vệ. Như hữu đạo ngắm nhìn bốn phía, giơ tay lên kéo mặt nạ xuống. Vân cơ cũng như vậy, lộ hình dáng. Tả thừa phong thấy, lập tức nghiêng đầu phía sau, hỏi. Nữ nhân này là ai? Có đệ tử phía sau lập tức lên tiếng. Sơn chủ trước kia của độ vân sơn, xạ yêu vân cơ. Chư vị, lại gặp. Như hữu đạo cười híp mắt chắp tay chào hỏi. Mễ mãn nói, như hữu đạo, lá gan của ngươi cũng không nhỏ dám đi hai người đến đây nghiêu hữu đạo ta tới đàm phán không phải đến đánh nhau mang nhiều người làm gì với cả mang nhiều người cũng không tiện dễ lộ bí mật lần này ta tránh tránh né né tới đây có một số việc không muốn người của ba đại phái nước yến biết được bàng đăng và ba trưởng môn đại phái nước triệu trao đổi ánh mắt ra vẻ quả nhiên là thế quả nhiên muốn gạt ba đại phái nước yến ra tả thừa phong nói ta nghe nói người đi đến chỗ nào cũng dẫn theo hồng nương ở tề kinh kia hôm nay sao lại đổi một cô nương rồi như hữu đạo không chút hoang mang nói vẫn là câu nói kia có một số việc không muốn người của ba đại phái nước yến biết được hồng nương ở bên kia che giấu cho ta nếu ta và hồng nương cùng không thấy lộ diện sẽ dễ gây hoài nghi đúng là câu nào cũng có lý phân cơ chợt liếc nhìn hắn phát hiện vị này quả nhiên là lâm nguy không loạn ứng đối thỏa đáng nhóm bàng đằng nghĩ cũng thấy đúng nhận ra nghiêu hữu đạo chuyến này đi quả nhiên đủ cẩn thận tương vạn lâu cười lạnh hết sức châm trọc người đúng là không thể rời được nữ nhân già trẻ không tha nghiêu hữu đạo phụ nữ thận trọng hơn đàn ông phụ nữ có kinh nghiệm lại càng tốt hơn có cái gì không thích hợp cũng có thể nhắc nhở đúng lúc tương trưởng môn không nên hiểu lầm ta là chính nhân quân tử ngồi trong lòng vẫn không loạn tương vạn lâu cười ha ha ngoài cười nhưng trong không cười chính lúc này không trung có một con phi cầm lớn đột nhiên lao xuống lúc bay qua trên doanh trướng thì có một tu sĩ lắc mình nhảy xuống đáp xuống đất nói với bàng đằng đại đô đốc không chung quan sát được bên phía quân địch xuất hiện dị động nhân mã của quân địch đang tập kết đẩy mạnh về phía chúng ta người đó vừa nói xong mọi người cả kinh bàng đằng chỉ vào mặt nghiêu hữu đạo quát nghiêu hữu đạo người có ý gì nghiêu hữu đạo dành giọt đáp chẳng có ý gì phòng ngừa nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi nếu lần này ta đến đây xảy ra chuyện bất chắc quân yến sẽ lập tức phát động tiến công. Chỉ cần các ngươi không làm sằng bậy, quân yến tự nhiên cũng sẽ khắc chế. Lời tuy nói như vậy, bàng đăng vẫn phải cẩn thận, lệnh cho thuộc cấp truyền lệnh đến tuyến đầu, cho đại quân chuẩn bị. Tương vạn lâu lộ vẻ châm trọng, chúng ta mà muốn làm sằng bậy, quân yến có tấn công cũng không bảo vệ được ngươi. Không cần nói vậy, ta cũng không ngồi yên chờ chết. Trong lúc nhiều hữu đạo nói chuyện, ngón tay ngoắc ngoắc, lấy ra một tấm thiên kiếm phủ ra trước mặt mọi người, cảnh cáo ta có chết cũng phải kéo theo mấy cái mạng chịu tội thay. Vân Cơ không biết nói gì. Thiên Kiếm phủ vốn là để yểm trợ rút lui, vị này lại còn lấy Thiên Kiếm phủ ra dọa. Tương Vạn Lâu vốn khí định thần nhàn như đi dạo chợ cứng đờ cả người, bước chân cũng dừng lại, không dám tới gần nữa, có vẻ lúng túng. Ba đại phái nước triệu có thể nói là có ấn tượng rất sâu đối với Thiên Kiếm phủ của Ngưu Hữu Đạo. Ba trưởng lão quản lý tại Thiên Cốc chính là chết trong tay Ngưu Hữu Đạo, ấn tượng không sâu sắc mới là lạ lại thấy vị này lấy ra thiên kiếm phù, mọi người lập tức cả kinh. Trưởng lão ba phái cấp tốc bước lên trước đề phòng, bàng đăng đã bị người kéo lùi ra sau trước, tránh để đến lúc chiến tranh còn chưa đánh mà bộ chi huy tác chiến bên này đã bị người ta nổ chết, lúc đó thì vui rồi. Đừng tưởng rằng Nhiêu hữu Đạo không dám làm như vậy, trước khi thật sự ép vị này cuống lên, thì đừng quên hắn là kẻ dám giết người ở thiên cốc đã. Tương vạn lâu thay đổi phương hướng, không tới gần hắn nữa mà là đi sang bên cạnh bồi hồi. Nhiêu hữu Đạo, đừng lấy thiên kiếm phù ra đây mà dọa. Người có dùng thì cũng chỉ nổ một cái, nhưng hậu quả nếu dùng. Ta đảm bảo ngươi chết rất thảm, như hữu đạo, ta tới đàm phán, nhưng nghe tương trưởng môn nói giọng quái gở như thế, dường như nhất định muốn hạ mã uy cho ta bằng được, đây là thành ý của chư vị sao. Được, tương vạn lâu vừa cất lời đã nhân cơ hội xoay người đi về, cách xa tên kia một chút. Một khi đối phương dùng thiên kiếm phù, bản thân ông ta cũng có thể có nhiều thời gian và khoảng cách an toàn hơn một chút sau khi trở về chỗ cũ tương vạn lâu xoay người hỏi ngươi muốn đàm luận làm sao nghiêu hữu đạo tương trưởng không phải đã quên mất tiền đề bàn bạc từ hôm qua chính là cái vốt chó kia kia sao có thể quên nhanh như vậy người bên nước triệu nhìn nhau một cái tương vạn lâu lạnh lùng nghiêu hữu đạo đừng cho thể diện mà không cần nghiêu hữu đạo bớt dài dòng sảng khoái chút cho hay là không cho tương vạn lâu phất tay chỉ quát mắng ngươi chớ có ngang ngược ta thấy ngươi chán sống rồi đó nghiêu hữu đạo ta dám đến thì đã chuẩn bị không thể quay về tranh phong tương đối sắp bốc hỏa sở tưởng vãn lâu khó xử tô tuấn phong hơi đưa tay ngăn lại sau đó nói với nghiêu hữu đạo người tới là để cứu người người cũng không muốn quận chúa bọn họ xảy ra chuyện đúng không nào chỉ là chút chuyện nhỏ ta thấy không cần phải so đo cho qua được thì cứ cho qua chúng ta nên nói vào chuyện chính đi nghiêu hữu đạo tả trưởng môn ta cũng không phải người ngang ngược không nói lý lẽ chương 1290, như hữu đạo, người còn chưa chịu thôi. Thương quận chúa sống ở Mao Lư Sơn Trang ta, cũng coi là người của Mao Lư Sơn Trang ta, ta cũng đã đứng nói trước mặt rất nhiều người rồi, nếu giờ cao đánh khẽ bỏ qua như vậy, bảo người của Mao Lư Sơn Trang ta nhìn như thế nào đây? Quận chúa chịu nhục ngay trước mặt mọi người, nếu như ta không đem câu trả lời thỏa đáng về há trở thành trò cười sao? Lời đã nói ra rồi, ta cũng đã tới đây rồi, hôm nay hoặc là ta chết ở đây, hoặc là phải cho ta một câu trả lời. Tả Thừa Phong, người muốn câu trả lời, tưởng huynh thân là trưởng môn, ngay cả đệ tử môn hạ cũng không bảo vệ được, hắn sẽ trả lời người bên dưới như thế nào? Ngưu Hữu Đạo, bảo vệ, bảo vệ cái gì, loại xúc sinh này cũng cần bảo vệ, Quy Nguyên Tông là ổ dâm tặc sao? Làm càn, Tưởng Vạn Lâu gầm thét, ngôn từ của Ngưu Hữu Đạo vẫn rất kịch liệt, mọi thứ đều có tiền căn hậu quả, muốn trách thì trách móng vuốt của bản thân con chó kia, đường đường là đệ tử Quy Nguyên Tông, hai quân đối chọi, thiên quân vạn mã trước mặt trước mắt bao người lại làm ra chuyện khinh nhờn nữ nhân, có còn để ý đến thể diện không vậy? Giết người chẳng qua chỉ là đầu chạm đất, há phải đến mức vô sỉ như vậy, đây là chuyện đường đường danh môn chính phái nên làm sao? Chuyện bị ổi như vậy, người bị ổi như vậy, chặt một móng chó của hắn coi như hời cho hắn lắm rồi. Vân cơ cũng cảm thấy có phải như hiểu đạo đã đi nhầm hướng rồi không, chúng ta đang tới cứu người cơ mà, người lòng đầy căm hẫn nhất định phải tóm lấy đệ tử người ta không buông làm quái gì tưởng vạn lâu mặt đầy giận dữ nhưng lại bị nói cho không phản bác được. Mễ mãn, người của Quy Nguyên Tông sẽ do Quy Nguyên Tông xử lý, không cần người ngoài can thiệp. Nghiêu Hữu đạo, lời này không đúng lắm rồi, động vào người của ta, ta há có thể coi như không nhìn thấy. Muốn có câu trả lời, không thành vấn đề. Lời của mễ mãn vừa thốt ra khỏi miệng, tưởng vạn lâu giận dữ nhìn sang, mễ mãn liền đưa tay làm thế chân an đừng nóng, nói tiếp, người đến đây, có phải nên cho chúng ta câu trả lời chuyện chính sự trước không? chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta một cái giá vừa ý, những chuyện khác đều dễ nói. Nghe y nói như vậy, cảm xúc của tưởng vãn lâu dần hòa hoãn, chậm rãi bình tĩnh lại. Như hữu đạo, ta đã tới, dĩ nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời vừa ý, nếu không có câu trả lời há chẳng phải chạy tới chịu chết sao. Vẫn là câu nói ngày hôm qua, tiền đề ta cần, là cái móng chó kia. Mễ mãn, chuyện còn chưa bắt đầu bàn bạc ngươi đã muốn đã thương người, đúng là không thể chấp nhận được, cũng không tránh thỏi quá thiếu thành ý nghiêu hữu đạo mễ trưởng môn ta đích thân chạy tới người đang ở ngay trước mặt các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý xử trí ngươi không cảm thấy đây chính là thành ý lớn nhất rồi sao giờ ta muốn xem thành ý của các ngươi nếu các ngươi còn đùn đẩy vậy thứ ta cần không phải chỉ là một cái tay nữa đâu tả thừa phong nói chen vào người nói ngươi sẽ cho chúng ta một cái giá thỏa mãn cái này không phải ngươi nói thỏa mãn hay không phải là chúng ta nói nếu như không thỏa mãn sau đó vẫn còn phải đàm phán tiếp chúng ta cũng không tiện giết ngươi dù sao cũng phải cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi lại làm cho người ta bị thương mất rồi như vậy ngươi cảm thấy phù hợp sao nghiêu hữu đạo không bàn bạc được ngươi có thể chặt một tay của ta tả thừa phong ngươi cứ khăng khăng nói đã cho chúng ta câu trả lời hợp lý rồi tay thì lắc lư thiên kiếm phù, trông giống sẽ ngoan ngoãn đưa tay ra cho chúng ta chặt sao nghiêu hữu đạo con tin trên tay các ngươi không chặt được ta có thể chặt con ta nói như vậy chư vị còn chưa hài lòng sao nói đến mức này rồi không ít người đối diện trao đổi ánh mắt, tả thừa phong kề miệng sát tai tưởng vạn lâu, nhỏ giọng lầm bầm, người trên tay chúng ta, vẫn có đủ lý do để chặt lại một tay, cũng coi như cho đệ tử trong môn một công đạo. Tưởng huynh, đại cục làm trọng, tưởng vạn lâu nghiến răng, dù sao cũng không phải ra tay với đệ tử trong môn các ngươi, bởi vậy đứng đấy nói chuyện cũng không đau lòng. Lúc đó vì để đè cục diện lại, ông ta bảo đệ tử làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người, cũng là vì tình thế cấp bách hơi bất đắc dĩ, cũng là muốn tốt cho mọi người, giờ thành ra trách nhiệm chỉ mình nhà ông ta gánh khiến ông ta hơi tức giận. Nhưng hiện tại Nghiêu Hiếu Đạo cứ cắn lấy không buông, việc này có ảnh hưởng lớn, nếu để việc này làm phá hỏng đại sự thì không thỏa đáng lắm. Nghiêu Hiếu Đạo lại lên tiếng, chư vị, ta lặng lẽ tới đây, đại quân bên kia đã tập kết rồi, nếu ta đi lâu không lộ luyện, một khi làm cho ba phái lớn yến quốc cảnh giác, đến lúc đó chuyện dù có muốn làm chỉ e cũng không dễ dàng đâu. Mễ mãn lạnh nhạt nói, tưởng huynh, đây là chuyện nhà của ngươi, chúng ta không tiện can thiệp, người xem thử mà làm thôi. Khuôn mặt tưởng vạn lâu đen lại, sau khi do dự một chút, đột nhiên quát to một tiếng, đào diên phong, bước ra. Đào diên phong nấp phía sau sắc mặt đã cực kỳ khó coi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, trong lòng run lên nhưng lại không cách nào trốn tránh, không thể không miễn cưỡng chậm rãi bước ra, chắp tay hành kiến lễ trưởng môn sư tôn. Tưởng vạn lâu hít sâu một hơi, gần từng tiếng một đưa cho hắn. Cơ bắp trên mặt đào diên phong co giật, gã ta biết, tuân theo mệnh lệnh này, Sư môn sẽ không bạc đãi gã ta, nhưng lợi ích có lớn đến mấy thì cũng chẳng ai bằng lòng biến mình thành kẻ tàn phế để đánh đổi. Nhưng cũng chẳng cách nào từ chối được, hậu quả kháng lệnh trước mặt mọi người là sẽ khiến sư phụ thẹn quá hóa giận, e là còn có người đổ thêm dầu vào lửa giúp gã ta, đến lúc đó không những phải chịu tội mà còn chẳng nhận được gì tốt. Gã ta cực kỳ khó khăn chậm rãi buông hai tay xuống, chậm chậm quay người nhìn về phía nghiêu Hữu Đạo, trong mắt tràn đầy tiêu oán hận. Vẻ mặt nghiêu Hữu Đạo không hề thay đổi nhìn gã ta. Đào Diên Phong đột nhiên trở tay rút kiếm, một đạo hàn quang lóe lên, phập một tiếng, tay phải đầy máu tươi, hàn quang lướt qua, chỗ cổ tay phải bị chặt đứt, bàn tay phải rơi xuống đất. Ưng, ừ, Đào Diên Phong lảo đảo lui ra sau một bước đau đớn kêu lên, một kiếm trụ xuống đất, thi pháp ngăn máu chỗ cổ tay chảy tiếp. Hai đệ tử Quy Nguyên Tông nhanh chóng chạy ra dìu gã ta rời đi. Nưu Hữu Đạo đột nhiên buông một câu, sao ta lại nhớ bàn tay vô lễ với quận chúa là tay trái của hắn nhỉ? Cơ thể Đào Diên Phong cứng đờ sắc mặt thay đổi hai đệ tử đỡ gã ta cũng nhìn về phía tưởng vạn lâu mồ hôi vân cơ nhỏ từng giọt lớn tất cả mọi người ở hiện trường gần như đều sầm mặt lại tưởng vạn lâu tức giận nói ta thấy không phải ngươi tới để đàm phán mà tới để cố ý gây chuyện nghiêu hữu đạo được rồi ta nhường một bước không truy cứu nữa tưởng vạn lâu có cảm giác một quyền đấm lên bông giận dữ phất tay ra hiệu đệ tử đỡ đào diên phong đi xuống mễ mãn tay cũng cho ngươi rồi nói đi nghiêu hữu đạo không thành vấn đề nhưng ta muốn gặp con tin, trước tiên phải xác định xem con tin có an toàn hay không. Tả thừa phong trầm giọng nói, Nghiêu Hữu Đạo, người có thôi đi không? Nghiêu Hữu Đạo cũng trầm giọng nói, tả trưởng môn, ông đang đùa với ta đấy à? Trước khi đàm phán ta xác nhận xem con tin có an toàn hay không, có phải các người nói dối hay không, như vậy quá đáng lắm sao? Cái này đúng là không thể nói quá đáng, khóe miệng tả thừa phong giật giật, quay đầu lại nói, đem con tin ra đây. Có người nhận lệnh rời đi, một lát sau thương thuộc thanh từ nơi cách đó không xa được đưa tới, đứa trẻ bọc trong tã lót được nàng ôm chặt trong lòng không thả. Đứa trẻ mập mạp vẫn ngủ ngon trong lòng nàng, tỉnh thì ăn, ăn xong lại ngủ, không hề ý thức được nguy hiểm. Người đưa tới rồi, nhìn thấy như hữu đạo đích thân tới, thương thục thanh đang căng thẳng trong nháy mắt đôi mắt nàng sáng lên, giọng dịu dàng gọi, đạo ra. chương 1291, điên cuồng chạy trốn một. Nghiêu hữu đạo đưa một tay lên, làm thế trấn an, đừng sợ, không sao đâu, nhìn thấy hắn thương tục thanh không còn sợ gì nữa hắn giọng khẽ gật đầu cứ nhìn hắn mãi nghiêu hữu đạo cũng đang nhìn nàng thấy nàng vẫn bộ dạng bẩn thỉu liếc mắt nhìn người của ba phái đây chính là thiện đãi mà các ngươi nói sao ngay cả chút nước để người ta rửa mặt cũng không cho sao bàng đang lên tiếng không phải bên chúng ta không cho đồ ăn đồ uống chúng ta gọi là có nước nóng nước lạnh có đủ y phục sạch sẽ cũng chuẩn bị cho nàng ngay cả nha hoàn phục vụ cũng có bản thân nàng ấy không muốn rửa không thể trách bên chúng ta được có phải như vậy không như hữu đạo ném cho thương thục thanh ánh mắt dò hỏi thương thục thanh răng ngà cắn môi có vẻ khó mở miệng như hữu đạo lập tức hiểu ra ở nơi này trải qua tình cảnh không thể chấp nhận được hôm qua hẳn là thương thục thanh không dám cởi quần áo tắm rửa ở nơi nguy hiểm này trong lòng đã hiểu rõ nên cũng không truy cứu chuyện này nữa lại hỏi quận chúa cô và tiểu vương ra không sao chứ thương thục thanh lắc đầu không sao tạm thời không việc gì như hiểu đạo lại hỏi cô chắc chắn bọn hắn không động chân động tay gì các cô chứ cái này thương thuộc thanh không hiểu lắm khả năng động chân động tay của tu sĩ nhiều lắm chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy có bị động chân động tay hay không cô cũng không biết nhân lúc cô hơi do dự suy nghĩ như hiểu đạo quả quyết mở miệng nói ta phải kiểm tra cơ thể họ xác định trước xem con tin có vấn đề gì không yêu cầu này không quá đáng chứ hắn cầm thiên kiếm phủ sông về phía trước mễ mãn lập tức chỉ vào hắn cảnh cáo dừng lại Nghiêu hữu đạo dường như phản ứng lại, nhìn thiên kiếm phù trong tay, cười suy một tiếng, trên mặt có ý chào phúng, lui về sau một bước, quay lại chỗ cũ, nói ta không cử động lung tung, người bảo nàng tới ta kiểm tra. Đối phương hơi do dự, để nghiêu hữu đạo mang theo thiên kiếm phù tới gần hơi kiêng kỵ, nhưng để người đi qua cũng có chỗ kiêng kỵ. Nghiêu hữu đạo ha ha cười khẩy nói, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn lo ta dẫn được con tin chạy mất sao? Mễ mãn cuối cùng cũng ửng một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu người trông giữ thương thục thanh hơi đẩy sau lưng thương thục thanh ra hiệu cho nàng bước qua thương thục thanh ôm đứa nhỏ chậm rãi đi về phía nghiêu hữu đạo trong cái nhìn chăm chú của mọi người vẻ mặt vân cơ không hề thay đổi nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng biết sắp bắt đầu rồi thương thục thanh đi tới đứng vững trước mặt nghiêu hữu đạo lại lên tiếng gọi đạo gia nghiêu hữu đạo nhấc thanh kiếm trống trên đất lên cắm vào trong dây lưng kẹp ở trên eo lại đưa tay nhấn lên vai thương thục thanh không phải giả vờ mà đang đường đường chính chính thi pháp kiểm tra cơ thể thương thuộc thanh. Bất kể có phải cứu người hay không, xác định cơ thể con tin có vấn đề hay không vẫn phải làm. Hắn kiểm tra tương đối cẩn thận, dĩ nhiên cũng tương đối chậm, bên triệu quốc sốt ruột nhìn chằm chằm dần lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Kiểm tra cho thương thục thanh xong tay lại âm thầm mò vào trong tã lót, tiếp tục kiểm tra thân thể đứa nhỏ. Sau khi xác nhận cả hai không có vấn đề gì, như Hữu đạo liếc mắt nhìn Vân Cơ, phát hiện đối phương đang lo lắng nhìn chằm chằm bên này, hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Ba động pháp lực hiện trường đột nhiên xảy ra dị thường, thiên kiếm phù trên tay Nưu Hữu Đạo đột nhiên lóe ra dị sắc sáng chói, đám người Triệu Quốc giật mình. Còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, Nưu Hữu Đạo đã tiện tay kéo eo Thương Thục Thanh, đẩy người về bên cạnh Vân Cơ, trầm giọng nói một tiếng, "Đi." Cho dù là ai cũng không thể ngờ, Nưu Hữu Đạo lại động thủ tìm chết ở đây, chỉ có hai người ở nơi thiên quân vạn mã cao thủ nhiều như mây thế này. Dù từng có vết xe đổ ở thiên cốc nhưng vẫn không ai ngờ Nghiêu Hữu Đạo dám động thủ cướp con tin ở đây nên trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Còn bản thân Nghiêu Hữu Đạo thì thuận thế nhảy lên, hai tay trước sau phóng ra hai đạo kiếm cương loại lớn quét ngang bốn phía, những người xung quanh kinh hoàng vội lần lượt lách mình tránh né, vài binh sĩ không trốn kịp lập tức bị chém cho huyết nhục bay tứ tung. Vân Cơ kéo thương thục thanh, đồng thời một tay cướp đứa trẻ trong ngực nàng, thì pháp che chở cho hai người tránh bị tổn thương. Bùn đất trên mặt đất cuồn cuộn, cuộn hai lớn một nhỏ nhanh chóng chui xuống dưới đất, chấn động to lớn khiến đứa trẻ bừng tỉnh khóc oe oe. Thương Thục Thanh nhìn về phía Vân Cơ, kinh hãi đến mức cầm sắp rơi xuống đất, hét to, đừng. Lúc chui xuống đầu Vân Cơ lắc một cái, hiện hình thành dạng đầu rắn, cái miệng lớn như bồn máu mở ra, trực tiếp đặt đứa trẻ vào trong miệng rồi nuốt xuống ngay tại chỗ, suýt chút nữa là dọa cho Thương Thục Thanh hôn mê bất tỉnh. Đầu rắn chỉ hiện lên trong phút chốc ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến trở lại dạng người. Bùn trên mặt đất tuôn ra, người đã độn xuống dưới đất. Tình cảnh này khiến những người lách ra tránh vừa nhìn đã biết mắc lừa, nghiêu hữu đạo nào phải đến mật đàm gì, rõ ràng là đến cướp con tin. Độn địa, chạy đi đâu, một thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn trang gầm lên một tiếng, lắc mình lao đến, hai trưởng nổi lên hào quang mắt thường có thể nhìn thấy được. Nghiêu hữu đạo nhảy lên không trung xoay tròn, vắt tay đánh ra một kiếm cương loại lớn, áp sát cự địch. Hai trưởng của thái thượng trưởng lão kia vỗ lại, hào quang tăng vọt, hai ánh hào quang bắn ra lực phá hoại kinh người vây hãm kiếm cương loại lớn nhưng xoẹt một tiếng lại một đạo kiếm cương như lôi đỉnh phóng đến người kia đột nhiên buông tay nghiêng người né tránh rời đi các loại vũ khí từ bốn phương tám hướng như núi kêu biển gầm lần lượt lao đến như hiếu đạo đã đáp xuống đất vẫn ở nguyên chỗ cũng không chịu rời đi không trốn không tránh hai tay giống như ảnh từng đạo kiếm cương xoẹt xoẹt tung ra bắn về phía bốn phương tám hướng người đứng chính giữa trông giống như mọc đầy gai nhọn khổng lồ bằng thủy tinh 12 đạo thiên kiếm cương ảnh nổ ra trong nháy mắt không chút keo kiệt, khiến cho đủ các loại vũ khí tán loạn bay ngược trở lại. Kiểu đánh nhau này quả thực long trời lở đất, các tướng sĩ xung quanh đã bao giờ gặp trận chiến thế này chứ, bọn hắn lần lượt quay đầu bỏ chạy, kẻ nào chạy chậm lập tức bị cương phong mạnh mẽ cuốn bay ra ngoài. Bàng đằng đã được tu sĩ che chở nhanh chóng rút lui, tu sĩ tu vi kém một chút đối mặt với loại công kích thế này căn bản không có tư cách tham gia, lần lượt mau chóng thối lui. Trong tay tưởng vạn lâu có một đạo thiên kiếm phù, một đạo kiếm cương loại lớn cũng bổ mạnh về phía nghiêu hữu đạo xung quanh còn chưa tiêu tan hết quang ảnh. Vừa ra tay đã sử dụng thứ đồ đắt đỏ như vậy đã có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong lòng tưởng vãn lâu. Nghiêu hữu đạo lật tay, lại là một đạo thiên kiếm phủ nổ tung, hai đạo kiếm cương va chạm, bụi mù bốc ra bốn phía. Không gian hình tròn bọc lấy hai người dưới mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, vân cơ vội vàng thi pháp bảo vệ thương thục thanh, đầu dưới chân trên, một trường đầy lên tầng đất, trong lúc chìm xuống lại cưỡng ép thi pháp một lần nữa củng cố lại không gian hình trong này phải làm như vậy là để bảo vệ thương thục thanh nếu không có nàng một mình vân cơ đại khái có thể nhanh chóng đào đất rời đi tiếng nổ kịch liệt bên trên vẫn không ngừng truyền tới đứa nhỏ đứa nhỏ thương thục thanh kéo cánh tay vân cơ sợ hãi kêu khóc nàng tận mắt nhìn thấy vân cơ ăn đứa nhỏ rồi bụng vân cơ to như cái sọt trầm giọng nói quận chúa đừng hoảng hốt đứa nhỏ đang trong bụng ta được thi pháp che chở không sao Đợi khi âm thanh kịch liệt không nghe thấy đâu nữa, chỉ có tiếng chấn động thùng thùng, Vân Cơ phất tay vỗ nghiêng tầng đất, hai người chìm thẳng xuống lập tức thay đổi phương hướng. Vân Cơ cũng rất lo sợ, dùng toàn bộ tu vi, dẫn con tin mau chóng độn thổ trốn đi, phát huy đến cực hạn. Chương 1292, điên cuồng chạy trốn hai. Trên bầu trời khu vực hai quân đối chọi, một con phi cầm cỡ lớn lướt qua, hứa lão lục lách mình đáp xuống, dừng trước ngựa thương triều tông, lo lắng nói, vương ra. Đánh nhau, trái tim của quản phương nghi đang trên lưng ngựa lập tức vọt thẳng đến cổ họng gương mặt già của mông sơn minh cực kỳ nghiêm túc đánh nhau cái gì đám long hưu không hiểu rõ ràng cho lắm thương triều tông một ngày một đêm chưa ngủ do quá lo lắng nên hai mắt phản vện tia máu mặt lộ vẻ dữ tợn tốc độ tay nhanh chóng xoẹt một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra chỉ về phía trước gầm thét tiến công tiến công tiến công gầm thét liên tục ba tiếng giọng nói cũng khàn đi đám long hưu đột nhiên quay đầu lại nhìn y biết rằng tập kết nhân mà là để tiến đánh quân địch, có điều phản ứng dị thường gấp gáp của Thương Triều Tông làm bọn hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng vẫn không thể nói rõ xuất hiện vấn đề ở đâu. Thùng, 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 tiếng chống trận gấp gáp gõ vang, thùng thùng vang vọng khắp nơi. Giết, tướng lĩnh các bộ bên dưới lần lượt phát ra mệnh lệnh tiến công. Nhân mã tiên phong của đại quân dơ tấm chắn, chạy chậm tiến lên, duy trì trận hình của tấm chắn không hề loạn. Tiền tuyến phòng bị của quân triệu vang lên tiếng báo động ken ken không ngừng, trận tấm chắn tiền tuyến nhanh chóng lập xong, sau tấm chắn doanh trận cung tiễn thủ đều đã lên sẵn dây cung. Vù vù vù, từng mũi tên bắn về phía không trung, không ngừng truyền ra sau tín hiệu địch tập kích khẩn cấp. Trong âm thanh kịch liệt, đối mặt với thiên kiếm phù vô tưởng vạn lâu, Ngưu Hữu Đạo bị ép phải thi triển gấp hai tấm thiên kiếm phù. Không còn cách nào khác, chẳng những phải ứng đối với tưởng vạn lâu mà còn phải ứng phó với các bên vây công khác, từng đạo kiếm cương cực lớn giống như không cần phải mua bằng tiền nổ ra đi chống cự, tu sĩ vây công bên triệu quốc từ đầu tới cuối không cách nào tiến lên phía trước tình cảnh này cũng đủ để hãi hùng chỉ riêng số thiên kiếm phù mà bọn hắn tận mắt nhìn thấy như hữu đạo dùng đã là ba tấm rồi tấm thiên kiếm phù thứ ba vừa xong như hữu đạo lật tay lại lấy ra tờ thứ tư kết quả phát hiện xung quanh đã tạm dừng tấn công hắn vô cùng vui mừng cảnh giác cao độ xung quanh các tu sĩ xung quanh vây thành một vòng cách đó một khoảng cách còn có không biết bao nhiêu người thần tình run rẩy trên người tên khốn này rốt cuộc có mang theo bao nhiêu tấm thiên kiếm phù. Thiên kiếm phù đâu phải giấy, đừng nói tưởng vãn lâu, sẽ chẳng có ai không ngừng đem phù chuyện ra chơi cùng với thiên kiếm phù của Ngưu Hữu Đạo, thứ đồ chơi này cực kỳ đắt đỏ, tiêu hao mất một lượng lớn ở đây, đợi khi giao chiến với Yến Quốc thì phải làm như thế nào bây giờ? Tình huống này không nằm trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo, lúc mới đầu hắn không thể tính ra được, có điều hắn liền phản ứng lại trong nháy mắt, đoán ra được nguyên nhân mọi chuyện. Có lẽ là vì đối phương không biết tốc độ độn thổ rời đi của Vân Cơ khi mang theo người, bọn hắn tưởng Vân Cơ và con tin đã chạy mất rồi, không thể đuổi kịp nữa, nếu không tất nhiên sẽ phải liều mạng cường công. Chuyện ngoài ý muốn này khiến hắn cực kỳ vui mừng, như hiểu đạo, người không chạy thoát đâu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói tự mình ngoan ngoãn làm con tin thì còn con đường sống. Tả thừa phong tức giận cảnh cáo, không giận không được, hơn nữa còn cực kỳ tức giận, đụng phải một kẻ liều mạng, cả đám bị chơi thảm rồi. Nghiêu Hữu Đạo có ý muốn kéo dài thời gian, càng kéo dài được lâu, nhóm Vân Cơ càng an toàn, hắn phải cố gắng tranh thủ thời gian cho nhóm Vân Cơ. Hắn để phòng cao độ bốn phía, từ từ nói, được, dễ nói thôi, giờ chúng ta có thể từ từ bàn điều kiện. Sở dĩ ta mạo hiểm đến đây là vì căn bản không thể nào trực tiếp rút quân, ba phái lớn Yến quốc không thể nào đồng ý, nhưng hai bên chúng ta có thể phối hợp diễn kịch, quân Yến có thể bại lui, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta được lợi gì tả thừa phong nghiêm nghị nói người muốn lợi ích gì như hữu đạo ngoài kim châu cắt cho ta thêm địa bàn ba châu vụt vụt hắn vừa dứt lời tên cảnh báo từ xa đã lao vút đến gần từng đạo từng đạo sông thẳng lên trời cả đám ai nấy cùng quay đầu lại nhìn địch tập kích ở trên sườn núi phía xa bàng đằng kinh hãi hét lớn ông ta vừa mở miệng như hữu đạo đã nhân lúc cả đám phân tâm chưa chuẩn bị đột nhiên lắc mình một cái nhắm chuẩn một hướng trên không trung lao đi thời gian trì hoãn hẳn đã đủ, hắn nhất định phải chạy trốn. Không trốn cũng không được, tin tức quân yến tiến công đã truyền đến, có nói linh tinh đàm phán gì đó cũng chẳng thể lừa gạt được nữa. Ta không tin hắn có thiên kiếm phù dùng mãi không hết, hắn sẽ không thể chạy thoát đâu. Các người đi nghinh địch, chúng ta sẽ thu thập tên này. Vù vù vù, từng bóng người bay lên không vội vàng đuổi theo, chính là năm vị thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên Tông, lời nói từ không chung quanh quẩn xuống còn người đã đi rồi sự gian trá của nghiêu tặc đã liên tục được lĩnh giáo, tưởng vạn lâu trưởng môn quy nguyên tông sợ năm người giả cả có sai lầm nên liền phất tay chỉ mấy trăm tu sĩ phía xa đuổi theo. Những người còn lại phần lớn đều hành động cùng đại quân, hộ tống thống soái bàng đằng đi ứng phó với biến cố lứng hơn, đối mặt với quốc chiến, chuyện truy sát một mình như hữu đạo đành phải gác sang một bên. Nghiêu hữu đạo vừa quay đầu lại nhìn liền khá giật mình. Năm lão già đang vội vàng đuổi theo có tốc độ phi hành như mũi tên phóng tới, trong khoảnh khắc đã gần đuổi kịp nghiêu hữu đạo lăng không vung kiếm chém ra kiếm cương vừa ra tay chờ cảm thấy không ổn năm lão già này lăng không đổi vị trí vô cùng mau lẹ giống như không cần nguyện lực góc độ có thể công kích cũng càng nhiều hơn còn hắn ở không trung sơ hở quá nhiều cứ chạy trốn như vậy sẽ chết chắc cho dù bay với tốc độ cực nhanh thì cũng mới đi được gần trăm trượng giác hồ cách đây hai dặm vẫn còn ở rất xa hắn cũng không thể không nhanh chóng đáp xuống dưới tình thế cấp bách thiên kiếm phù trong tay đã thi triển ra năng lượng khổng lồ không cách nào giữ được lâu lúc này hắn bất chấp tất cả, điên cuồng đánh ra không giữ lại gì. Từng bóng người trên không trung mau chóng né tránh, đám cung tiến thủ bên dưới cầm cung tiến, mắt thấy nhiều hữu đạo đáp xuống lại không biết làm thế nào cho phải, đây là nơi đại quân tụ tập, bắn tên loạn xả sẽ rất dễ làm bị thương người mình. Tu sĩ phân bố ở các quân doanh phóng lên trời chặn đường, nhiều hữu đạo lật tay lại một tấm thiên kiếm phủ nổ tung, hai đạo kiếm cương ảnh cực lớn chém ra liên tục khiến huyết vũ bay đầu trời, người thì mang năng lượng thiên kiếm phủ rơi xuống đại quân hỗn loạn bị năng lượng của thiên kiếm phủ trói buộc, di chuyển ngang rất khó khăn, không cách nào di chuyển nhanh chóng được, hắn dứt khoát tung chân điên cuồng lao vào giữa đám đông, nhìn thấy đám tu sĩ lách đi thì càng dùng cương ảnh thiên kiếm điên cuồng công kích, cứng rắn giết cho tu sĩ các doanh không còn dám tùy tiện tới gần, đám quân sĩ bị tai bay vạ gió vội chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chiến mã hy to, huyết nhục văng tung tóe. Xúc tích năng lượng khổng lồ rồi dùng cạn, Nhiều hữu đạo lập tức chạy vào trong đám người đang hoảng loạn chạy trốn, hy vọng kẻ đuổi theo sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng những kẻ lăng không trung sát căn bản mặc kệ sống chết của các tướng sĩ kia, lưu quang kiếm ảnh, cuồng bạo cương kình, hung hăng đánh vào trong đám người bên dưới. Khi năm lão già giết cho người ta tứ chi bay tung tóe, Ngưu Hữu Đạo lại lấy ra một tấm thiên kiếm phù thi triển ra kiếm cương, năm lão lập tức vô cùng ăn ý lách mình đáp xuống năm vị trí, có ý đổ vây khốn Ngưu Hữu Đạo. Dưới chân Ngưu Hữu Đạo vẫn không ngừng chạy nước đại, liều mạng chạy về phía giác hồ, dùng kiếm cương loại lớn mở đường, đối mặt với ngăn cản của cường địch liền cưỡng ép phá vây. chương 1293, truy sát vây quét. Không phá vây không được, không dám bị cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, hắn nhất định phải chết. Vốn cho rằng hai dặm đường, cùng lắm mình chỉ cần bay lượn ba cái đáp xuống là tới đích, giờ xem ra tình hình hung hiểm hơn hắn dự đoán. Đối mặt với nhiều hữu đạo dùng uy lực của thiên kiếm phù để mạnh mẽ phá vòng vây, năm lão già không ngừng thay đổi điều chỉnh trận hình vây khốn, mấy trăm tên tu sĩ chạy tới cũng tham gia vào vây khốn chặn đường. Nghiêu hữu đạo không tiếc dùng chân chạy trên mặt đất đang chờ thời điểm này, đợi khi tất cả tu sĩ đuổi theo đều đáp xuống mặt đất, hắn bỗng nhiên lại vút một tiếng bay lên không lao về phía xa. Người vừa lao vút lên cao, tấm thiên kiếm phù thứ bảy đã lại đập xuống, một tiếng nổ tung vang lên phía dưới, áp chế những người đuổi theo, ít nhất cũng áp chế được tốc độ của những kẻ đuổi giết. Đối mặt với 12 đạo thiên kiếm cương ảnh cuồng bạo, các tu sĩ truy sát lần lượt né tránh vừa ra tay đã tung ra 12 đạo kiếm cường ầm ầm nổ tung, giống như thứ chẳng đáng tiền, cách sử dụng thiên kiếm phù thế này không khỏi quá mức xa xỉ khiến không ít người kinh hãi. Trong tay nhiều hữu đạo này rốt cuộc mang theo bao nhiêu thiên kiếm phù. Đất đá điên cuồng, bụi mù tán loạn trong tiếng nổ ầm ầm, bóng cả đám người xông ra, một lần nữa truy sát. Ven hồ phía trước có thể thấy, nhiều hữu đạo đáp một chân xuống, dậm một chân trên đầu một binh sĩ rồi một lần nữa bay lên, lao về phía rác hồ sóng biếc lăn tan, lại quay đầu nhìn, đám người kia đã một lần nữa đuổi tới, có điều tranh lệch thời gian ngắn ngủi đã khó ngăn nghiêu hữu đạo trốn vào trong hồ. Mắt thấy việc trốn vào trong hồ đã không còn thành vấn đề, nghiêu hữu đạo vừa thở vào một hơi, ai ngờ đám nhân mã lớn tụ tập ven hồ cũng bất chấp tất cả, cùng tiến bắn về phía mặt hồ không để ý đến chuyện làm bị thương người mình. Bắn tên, một tướng lĩnh thức giận hạ lệnh, vụt vụt những mũi tên dày đặc lao vút tới khiến không khí cũng vì thế mà chấn động. Nghiêu hữu đạo kinh hãi, Pháp cương hộ thể cũng không thể cản nổi vô số công kích dày đặc như vậy, giọt nước còn có thể xuyên qua được đá huống hồ là thế công như thế nào. Vốn cho rằng có thể tiết kiệm được một tấm thiên kiếm phù, bây giờ rõ ràng chẳng thể nào giữ lại được, dưới tình thế cấp bách cuối cùng một tấm thiên kiếm phù nữa được ném ra, 12 đạo kiếm cương loại lớn được bắn ra cùng một lượt. Trong tiếng len keng, cơn mưa tên lít nha lít nhít lao đến bị chấn bay tán loạn. Thế công của đợt mưa tên đầu tiên đã bị phá vỡ, nhưng lại có đợt thứ hai tiếp tục kéo tới, đây chính là chỗ tàn khốc nhất của công kích hệ thống quân đội dù nhân số có khổng lồ cũng có thể phối hợp chặt chẽ đảm bảo duy trì thế công kín kẽ như hữu đạo trên tay đã không còn thiên kiếm phủ xoẹt một tiếng rút bảo kiếm trên hông ra vừa ra tay đã là kiếm chiêu thái ất phân quang kiếm ảnh lập tức như quang ảnh hoa sen nở rộ tiếng len ken va chạm vang lên đánh bay cách mũi tên nhưng kiếm chiêu thái ất phân quang đối mặt với thế công dày đặc như vậy cũng không thể nào kín kẽ không lọt một giọt nước lúc tụ tập pháp lực để bắn ra sát chiêu cũng không thể tụ tập pháp lực quanh thân thành cương, kiếm chiêu trong tay lại không dám ngừng, nếu không chỉ cần chút sơ ý thì chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ mất. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vặn vẹo cơ thể né tránh những chỗ yếu hại. Phập phập ba tiếng, hắn trơ mắt nhìn thân thể mình vé lên bông máu. Trong lúc chúng liên tục ba mũi tên, hắn ngã gần mặt nước đã một trường đánh tung về phía mặt nước. Ầm, um, một cột nước tường sóng nổ lên làm rối loạn những mũi tên dày đặc đang lao tới. Chỉ ít đã làm giảm đi uy lực phóng tới của một lượng lớn mũi tên. Nhân cơ hội này, Nưu Hữu Đạo xoay người chui vào trong hồ. Những mũi tên dày đặc như mưa phập phập bắn vào mặt hồ, cắm vào trong nước hồ, từng mũi tên mang theo bọt khí truy đuổi theo xuống hồ nước, sau khi mất đi quán tính lại bị lực nổi của cán tên làm bằng gỗ kéo lên mặt nước. Nưu Hữu Đạo như con cá nhanh chóng chạy trốn trong hồ nước, vẫn có mấy chục mũi tên bắn lên người hắn, có điều đã mất đi lực đạo nên chỉ chạm nhẹ vào thân thể hắn, khó phá được pháp lực phòng ngự của hắn. Nghiêu hữu đạo thoát hiểm trong nước nhanh chóng quay người, mắt nhìn sắc trời phía trên, thi pháp chấn động, bắn ngược ba mũi tên găm trên người ra ngoài, mang theo ba vết thương chảy máu trong nước. Nghiêu hữu đạo đau đến mức mặt mày vặn vẹo thầm chửi cha chửi mẹ, nhiều tu sĩ như vậy chẳng thể làm gì được hắn vậy mà lại để đám phàm nhân hành hạ, đúng là kiến cắn voi mà. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lại quay người, nhanh chóng lặn sâu xuống hồ nước lặn càng sâu càng có thể cản được uy lực tấn công của các cao thủ truy sát, đối với hắn mà nói sẽ càng có lợi. Trên bờ những mũi tên vẫn ảo ảo bắn xuống nước, trên không trung truyền đến một tiếng gầm thét dừng tay. Các cung tiến thủ ngừng bắn, hắn đã hết thiên kiếm phủ rồi, có người hét to một tiếng đưa ra phán đoán, tình hình cũng quá rõ ràng dễ thấy. Nếu như còn thiên kiếm phủ đối mặt với những mũi tên chí mạng nghiêu hữu đạo không thể không sử dụng tiếp. Năm bóng người từ trên trời giáng xuống, ào ào chui xuống nước, năm vị thái thượng trưởng lão quy nguyên tông đã truy sát xuống nước bọt nước ào ào lại bắn tung tóe mấy trăm tu sĩ bay tới cũng lần lượt lao vào trong nước bắt đầu triển khai truy sát vây quét phạm vi lớn mặt hồ còn có hơn 10 người đạp sóng tuần tra đề phòng như hữu đạo đào thoát từ mặt nước tầng đất bị phá vân cơ kéo theo thương thục thanh phát hiện đã đi tới một không gian dưới lòng đất còn có cả tiếng nước chảy ào ào ánh sáng nhu hòa lóe lên vân cơ lấy ra một con nguyệt điệp nguyệt điệp may múa trong không gian dưới lòng đất mượn ánh sáng của Nguyệt Điệp kiểm tra mới phát hiện là đã đi đến một mạch nước ngầm. Vân cơ lắc đầu, một cái đầu rắn dữ tợn lại xuất hiện, phun một cái tá lót vào trong tay, giao lại cho Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh lập tức bế về kiểm tra, chỉ thấy đứa trẻ lúc nãy còn oe oe khóc lớn lúc này đã lại ngủ say xưa, bộ dạng đáng yêu kia khiến Thương Thục Thanh nhín khóc mỉm cười. Bỗng hồi phục thần trí, cũng kịp phản ứng lại, Thương Thục Thanh chợt ngẩng đầu lên nói, đạo ra đâu. Vẻ mặt Vân Cơ nghiêm túc, hắn muốn hiểm hộ chúng ta rút lui, nếu không có hắn yểm hộ, chúng ta căn bản không có cách nào thoát thân thuận lợi. Thương Thục Thanh, chúng ta chờ ở đây gặp mặt đạo ra sao? Vân cơ, gặp cái gì? Dưới lòng đất sâu như vậy sao hắn tìm thấy? Quận chúa, cô vẫn chưa hiểu rõ sao, đạo ra vì cứu cô và tiểu vương ra, vì yểm hộ chúng ta thoát thân đã một mình lẻ loi rơi vào trùng vây. Thương Thục Thanh vô cùng sợ hãi, đạo ra làm việc chu đáo chặt chẽ, chẳng lẽ các ngươi không có chuẩn bị nào khác sao, cũng không mang theo viện trợ sao. Vân cơ, trong tình huống này sao còn có thể chu đáo chặt chẽ nữa? Mang nhiều người có thể khiến cho đối phương yên tâm, có thể thuận lợi tiếp xúc với các cô cứu các cô ra không? Biện pháp duy nhất chỉ có thể là binh hành hiểm chiêu. Đằng sau chuyện này rất phức tạp, hắn có rất nhiều thứ phải lo lắng, không thể nào nói rõ ràng với cô trong phút chốc được. Thương Thục Thanh lập tức lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng không phải kẻ ngu, nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh nghiêu hữu đạo bây giờ nguy hiểm cỡ nào, đây chính là Thiên quân vạn mã tập kết chiến lực mạnh nhất của Triệu Quốc, cao thủ nhiều như mây. Vân Cơ không tiếp tục dài dòng với nàng nữa, cánh mũi thở phập phồng, người ngửi không khí xung quanh, quay đầu lại nói, hẳn là không có loại thú nguy hiểm nào khác, nơi này hẳn là an toàn. Tình cảnh của Ngưu Hữu đạo quá nguy hiểm, đợi đưa các cô trở về rồi quay lại sợ là không kịp, giờ ta nhất định phải chạy về tiếp ứng hắn. Quận chúa, cô và tiểu vương ra ở đây chờ, đừng chạy lung tung, tránh lúc ta quay về không tìm được các cô chương 1294, cuối cùng cũng chờ được người đến rồi một. Thương Thục Thanh liên tục gật đầu, được, người đi nhanh đi. Tay áo Vân Cơ phất lên, ba con rắn nhỏ bắn ra, bò trên mặt đất. Vân Cơ xì xì với ba con rắn vài tiếng, quay đầu lại nói với Thương Thục Thanh, đừng sợ, chỉ cần không gặp phiền phức lớn, ba con rắn này có thể tạm thời giúp đỡ các cô một chút. Vẫy tay gọi Nguyệt Điệp tới, bảo Nguyệt Điệp bám lên vách động một bên chiếu sáng cho Thương Thục Thanh. Tâm tư của Thương Thục Thanh đã không còn ở đây, lo lắng nói, đạo gia sẽ không xảy ra chuyện gì, người nhất định phải đem ngài ấy về đây. Vân cơ hơi im lặng, cái này bà ta thật sự không thể đảm bảo, bản thân bà ta thoát thân chắc chắn không thành vấn đề, cho dù là tu vi hay thực lực đều dám đấu với mấy lão già kia một trận, chạy trốn càng là sở trường của bà ta, có thể tự vệ được, nhưng như hữu đạo thì chẳng biết bây giờ như thế nào rồi. Không thể trì hoãn thêm, cũng không dám trì hoãn nữa, bà ta đột nhiên hất đầu vặn người, cơ thể vặn vẹo quái dị trong nháy mắt kéo dài, lập tức hóa thành một con rắn lớn lân giáp màu xanh đen, to như thùng nước, biến đổi đột ngột này làm thương thuộc thanh giật này mình. Dầm, con rắn xanh lớn đột nhiên đụng đầu lên tầng đất, trực tiếp đụng ra một cái hố, cơ thể vụt một tiếng như bắn vào trong tầng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Âm thanh lại dọa cho đứa trẻ tỉnh dậy, trong không gian tĩnh mịch dưới lòng đất tiếng khóc lớn oe oe vang vọng nghe hơi đáng sợ. Thương Thục Thanh vội vàng dỗ dành, trong mắt tràn đầy âu lo. Nhắm theo bóng người chạy trốn dưới nước, những kẻ truy sát nhanh chóng đuổi theo, kết quả đuổi được một lúc thì phát hiện không đúng, bọn hắn phát hiện ra tốc độ bỏ trốn dưới nước của Ngưu Hữu Đạo bọn hắn không thể nào so sánh được. Chẳng trách không trốn về phía quân yến mà Liều Mạng muốn trốn về hướng này, ngay từ đầu bọn hắn đã cảm thấy hướng bỏ trốn của Ngưu Hữu Đạo khá không hợp lý. Năm lão già lập tức hiểu ra gì đó, chắc chắn Ngưu Hữu Đạo không phải không hề nắm chắc mà chạy đến đây tìm chết. Hiểu ra điểm này, mấy người hơi hối hận, nếu sớm biết vậy đã nên nghĩ hết cách cuốn lấy Ngưu Hữu Đạo giờ nếu để Ngưu Hữu Đạo trốn thoát thì coi như mất hết mặt mũi rồi. Trước đó ít nhiều có chút cố kỵ thiên kiếm phù trong tay Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy dù sao Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng thể chạy thoát, muốn tiêu hao hết uy hiếp thiên kiếm phù trong tay Ngưu Hữu Đạo rồi một lần bắt hắn luôn, để phòng gây ra tổn thất quá lớn. Nhưng nếu sớm biết là như thế này, lúc trước phải bất chấp mọi giá mới đúng. Lúc này đám người truy sát dưới nước đã đuổi theo với tốc độ cao nhất. Cũng may bọn hắn nhiều người, như hữu đạo chạy có nhanh cũng khó thoát được ưu thế hợp vây mà bọn hắn bắt đầu hình thành. Địa thế dưới nước bọn hắn nhiều người, như hữu đạo chạy vẫn dán sát đai hồ chạy đến khu vực sâu nhất. Phía trước chợt có một loạt bóng người vây đến, như hữu đạo thuận mặt đất đẩy ra một trường, lại liên tục quét trường về bốn phía, pháp lực đến đâu, bùn đất dưới đáy hồ yên tĩnh liền không yên bình đến đó, chúng cuồn cuộn cuốn lên, trong phạm vi khu vực đã trở thành một mảnh đục ngầu, bản thân hắn trốn trong nước đục, kiếm trong tay chờ đợi, muốn giết người, đang khát máu. Một thái thượng trưởng lão đến đầu tiên trên mặt nở nụ cười lạnh, có ý mỉa mai cho vặt vảnh, một trường xoay chuyển trước mặt rồi đẩy ra, tư thái có vận vị riêng lại vô cùng yêu mỹ. Chỉ thấy nước đục ngầu cuồn cuộn bất quy tắc xung quanh đột nhiên gặp phải lực hút gì đó, chúng cuồn cuộn đổi hướng, lao về cùng một phía. Nước đục ngầu giống như một con rồng vàng lao về phía lòng bàn tay của ông ta, giống như khói bay ra từ trong ống khói rồi thu ngược trở về. Như hữu đạo đứng trong dòng nước đục ngầu lặng lẽ chờ khách dĩ nhiên phát hiện ra điều không bình thường, chưa phát hiện được dòng nước có ảnh hưởng gì người đã nhanh chóng thoát khỏi dòng nước đục hiện hình bên ngoài. Hắn vừa hiện hình, người bốn phương tám hướng lập tức đánh tới, như hiếu đạo nào dám trần chờ lách mình tiếp tục phóng vào chỗ sâu giữa hồ, chạm mặt với hợp kích liên thủ của mấy người này, kiếm quang láp lóe như mị ảnh trôi trong nước. Kiếm đến kiếm cản, quyền cước đánh tới cứng rắn sông ra, pháp lực ẩm ẩm đánh đến bị phá tan. Vừa giao thủ một chút, đám người quy nguyên tông liền cảm thấy không đúng, lúc mũi kiếm va chạm, lúc đâm vào người nghiêu hữu đạo có cảm giác không thể chịu được lực, quyền cước chạm vào cũng vậy. Càng quan trọng hơn là, mọi người ra tay trong nước ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, động tác trì trệ, nhưng hoàn cảnh dưới nước dường như không có ảnh hưởng gì với nghiêu hữu đạo. Một người một kiếm xuyên thẳng qua, bóng dáng nghiêu hữu đạo đi tới đâu, hàn quang trong tay quét ra nước máu nhuộm đỏ đến đó. Những kẻ ngăn cản rối loạn, có người trên thân chảy máu ồ ạt, tay chân luống cuống che lấy miệng vết thương vội vàng nổi lên mặt nước, có người tứ chi giấy dụa một lát rồi không có động tính gì, cơ thể bất lực chìm nổi tự do trong nước. Có người nổi lên mặt nước rồi chậm rãi chìm xuống, đám người chặn đường chính diện còn lại giật mình tránh đi. Nghiêu hữu đạo đã nhanh chóng đột phá được vòng vây lao đi. Năm vị thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên Tông cực kỳ giật, vừa va chạm tấn công đã khiến cho bảy tám đệ tử tu vi kim đan của Quy Nguyên Tông tử thương, tu vi của Ngưu hữu đạo này rốt cuộc là gì? Năm người lập tức tấn công với tốc độ cao nhất, đích thân ra tay nhưng đuổi theo một lúc lại phát hiện ra rằng với tu vi của năm người vậy mà đuổi dưới nước lại không thể kịp như hữu đạo. Tay vừa tung ra một đòn, hai thái thượng trưởng lão tiếp tục đuổi theo, ba tên khác nhanh chóng lao ra khỏi mặt nước, đuổi theo hướng như hữu đạo bỏ trốn từ trên mặt nước, một lần nữa lại lao xuống nước chặn đường. Mấy trăm tu sĩ cũng lên lên xuống xuống trên mặt nước để tham gia chặn đường. Mấy lão già này là đồng môn đã nhiều năm nên phối hợp cực kỳ ăn ý, dưới nước vừa tùy tiện trao vài tín hiệu là đã ngầm hiểu nên đi chặn đường ở vị trí nào. Rất nhanh, năm người lại một lần nữa chặn Ngưu Hữu Đạo lại, bốn phía còn có một đám tu sĩ cũng từ bên trên xuất hiện theo, trôi lơ lửng trong nước nhìn chằm chằm hắn. Dù hơi kiêng kỵ năm người này, nhưng Ngưu Hữu Đạo cũng không dám kéo dài, hắn mạnh mẽ xông về một hướng. Năm người đồng thời đẩy hai tay ra, một cỗ áp lực cực lớn vô cùng đáng sợ xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho Ngưu Hữu Đạo cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ép nổ, cả vùng nước giống như bị đóng băng khiến người ta muốn cử động ngón tay cũng khó vết thương do ba mũi tên để lại dưới áp lực lại bắt đầu chảy máu. May là càn khôn quyết của Ngưu Hữu Đạo không phải ăn chay, cơ thể Ngưu Hữu Đạo lắc một cái vi diệu, trong nhát mắt đã trượt khỏi lực đạo đè ép, cả người nhảy lên như cá, cầm kiếm chém xuống. Năm lão già giật mình, dưới liên thủ của năm người, người có tu vi ngang bằng với bọn hắn cũng có thể áp chế được, vậy mà không thể làm gì được Ngưu Hữu Đạo. Tu vi của Ngưu Hữu Đạo không thể nào cao hơn bọn hắn chứ? Một người vội vàng rút tay, trưởng nhận đánh ra một đạo cương cảnh tránh nước chém về phía Ngưu Hữu Đạo, và cũng khiến thế do năm người hợp lực đột nhiên bị phá. Ngưu Hữu Đạo giơ kiếm cứng rắn chống đỡ, trong nước đột nhiên vang lên tiếng ầm một ngạt, quần áo trên người hắn bay mạnh ra sau trong nước, người thì như không bị ảnh hưởng gì, thân hình dễ ngang thừa cơ phá vòng vây, trốn thoát khỏi sự bao vây của năm người. Giao thủ một đòn, lão già kia coi như đã hiểu vì sao Ngưu Hữu Đạo lại trốn đến đây, kẻ này có năng lực đặc biệt ở trong nước. Đám đệ tử Quy Nguyên tông chặn đường một hướng người nhiều to gan, cả đám chen nhau sông lên vây đánh. Bùn dưới đáy nước bị bị khuấy mạnh, nước đục ngầu, bóng người trong hỗn loạn, những âm thanh chấn động một ngạt không ngừng, thỉnh thoảng lại có máu bắn ra. Chương 1295, cuối cùng cũng chờ được người đến rồi hai. Phạm vi nước máu càng lúc càng khuếch tán rộng, dĩ nhiên không phải chỉ là máu của một người. Một lão già giơ tay lên thi pháp trong nước như kéo ra một tấm màn vải trong nước cánh tay tự tin giật vết máu và bùn nước đục ngầu sang một bên. Mớ hỗn loạn trong hỗn chiến lập tức trở nên rõ ràng, chỉ trong một lát đã có hơn 10 đệ tử Quy Nguyên Tông bị thương đang dãy ruộ trong nước, máu không ngừng tuôn ra từ trên cơ thể bọn hắn. Nghiêu hữu đạo mặt mày dữ tợn, thân hình tránh né nhanh trong nước, đối mặt hơn trăm người vây đánh, kiếm quang nơi tay chém giết không ngừng. Dưới cuộc quần chiến hỗn loạn, cho dù hắn ở dưới nước rất thành thạo điêu luyện thì cũng phải chịu không ít thiệt thòi, đánh đấm lung tung cũng giết được cao thủ không phải chỉ là câu nói đùa, hắn có muốn phòng bị cũng khó lòng phòng bị được. Quần áo phía sau đã bị rách, không biết đã bị kiếm của ai quẹt thành một vết rách dài đang chảy máu. Trong nháy mắt lại giết thêm mười mấy tên đệ tử kim đan kỳ của Quy Nguyên Tông, số lượng thương vong vẫn còn tăng lên nhanh chóng khiến năm lão giả kinh hãi không thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tổn thất quá lớn, một thái thượng trưởng lão liên tục vỗ tay phát ra tiếng trong nước, hai tay vừa vung lên, ra hiệu mọi người tản ra để bọn lão lên. Đám người đang chiến đấu với nhiều hữu đạo lập tức tản ra, còn Nưu Hữu Đạo lập tức nhanh chóng chạy trốn trong đám thi thể chìm chìm nổi nổi giữa nước máu. Năm lão già lại một lần nữa nhanh chóng đuổi theo, một đám người chạy theo sau, sông lên mặt nước tiếp tục chặn đường phía trước. Những người khác, tuy năm lão già không cho bọn hắn động thủ nhưng cũng không thể để Nưu Hữu Đạo chạy khỏi tầm mắt, vẫn tiếp tục tham gia bao vây. Xa xa trong hồ nước, một con rắn xanh lớn từ dưới đáy hồ lao ra, đang bơi lội tìm kiếm trong nước, chính là Vân Cơ. Bà ta đã chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng mặt hồ quá lớn, ở dưới nước bà ta cũng khó tìm người, may là hiệu quả truyền âm cự ly xa trong nước rất tốt nên mới nhanh chóng bắt được động tĩnh đánh nhau truyền đến trong hồ. Trong lòng Vân Cơ vui mừng, còn động tĩnh đánh nhau chứng tỏ Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa chết. Bà nào dám chậm trễ, cơ thể dài dài vụt một tiếng xé nước lao đi, giống như con rồng xanh phóng về phía truyền tới động tĩnh đánh nhau. Loài rắn vốn giỏi bơi trong nước, Niu Hữu Đạo đang chiếm ưu thế dưới nước nhưng chạy có nhanh mấy cũng không nhanh hơn được tốc độ của đám người chặn đường từ trên mặt nước. Rất nhanh, năm lão già lại một lần nữa bao vây lấy Niu Hữu Đạo. Niu Hữu Đạo định dùng lại chiêu cố thoát thân thì đã thấy năm người đẩy mạnh hai trường rồi lại kéo mạnh về, trong nháy mắt dưới đáy hồ đã tạo ra một không gian hình tròn, giống như chân không, làm cho Niu Hữu Đạo không kịp trở tay, không thể mượn lực trong nước nữa. Người vừa luống cuốn tay chân rơi xuống bùn dưới đáy hồ. Năm lão già vừa kéo cánh tay tụ lực chợt đồng thời đẩy mạnh hai tay. Nước hồ bốn phía trong nháy mắt như núi lở vùi xuống, trong sự kinh hãi nhiều hiếu đạo vội vàng thi triển càn khôn quyết hóa lực bằng cách âm dương hòa hợp để chống đỡ, nhưng do chưa bao giờ gặp phải phương thức tấn công với sức lực lớn đến từ bốn phương tám hướng như thế này nên nhất thời không biết phải tiết lực như thế nào. Trong nháy mắt lực nước va chạm với cơ thể hắn mới có thể cảm mộ được cách hóa giải trong gấp gáp, cơ thể nhanh chóng xoay tròn vặn vẹo. Cho dù hóa lực thành công nhưng vẫn hơi muộn thực sự là sức công kích quá mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên lại bị ngâm trong nước, mũi miệng trong lúc nhất thời bị sặc, hộc ra một ngụm máu lớn, ba vết thương chúng tên trên ngực và bụng cũng tuôn máu, vết thương do đao kiếm trên lưng cũng thế. Mặc dù vậy, cơ thể đang xoay tròn trong nước vẫn không dám chậm chế, hắn không hề nhìn thấy rõ sự vật xung quanh, chỉ duy trì sự tỉnh táo và lý trí nhất định, không đợi đối phương một lần nữa ra tay đã nhanh chóng nhào tới, nóng lòng thoát thân. Dưới phất tay giáp công của hai lão già, Nưu Hữu Đạo liều mạng giơ kiếm công phá, lại một lần nữa phá vòng vây lao đi từ giữa chỗ giao nhau của hai người. Năm lão già tương đối chấn động, kẻ này có thể kháng trụ được một đòn năm người liên thủ, trả trách đám một mình mạo hiểm. Có bản lĩnh thế này, năm lão già sao còn dám giữ lại thực lực, quyết không thể để Nưu Hữu Đạo chạy mất, nếu không sẽ thành trò cười mất. Nưu Hữu Đạo vừa mới khỏi lách ra từ bên cạnh hai người, một lão già lật tay lấy một tấm tần phủ kiếm, một đạo kiếm cương lớn hiện ra trong nước. Ở trong nước nhìn còn thực chất hóa hơn bên ngoài, kiếm ảnh lớn chém ra. Động tĩnh lớn như vậy khiến Lưu Hiếu đạo đột nhiên quay đầu lại, tốc độ của hắn trong nước đúng là trội hơn những người khác nhưng không thể sánh được tốc độ phản ứng ở trên mặt đất. Một kích này đột nhiên đến khiến hắn kinh hãi đến mức lông tơ cũng dựng hết lên. Luận sử dụng thiên kiếm phù, chắc cả giới tu hành này người có thể sử dụng nhiều hơn hắn không nhiều, ném một tấm, ném cả mớ, đều không phải mới chơi một lần, hắn qua biết tình hình thiên kiếm phù một khi thi triển không phải một đạo kiếm cương, mà là 12 đạo kiếm cương. Có thể tránh thoát một đạo, có thể tránh thoát 12 đạo sao? Hắn cho là lần này mình chết chắc rồi, tâm trí chợt lóe lên liều mạng nói với hắn mình phải tỉnh táo. Kinh nghiệm chém giết hắn từng trải qua nói cho hắn biết, càng là thời điểm nguy hiểm càng phải tỉnh táo, càng bối rối càng nguy hiểm. Ai ngờ tình huống mình không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Sau khi năng lượng cực lớn của thiên kiếm phủ phóng ra thì khó khống chế được, không giống như người thi pháp có thể khống chế vi diệu. Dưới nước, đây là dưới nước, uy lực của thiên kiếm phù quá lớn, chính bởi vì sức mạnh đột nhiên bùng lên quá lớn này đã lại điên cuồng khuấy động tạo ra lực trùng kích của mạch nước ngầm không thể coi thường. Nghiêu hữu đạo hơi cảm nhận được tình hình đã thuận thế hành động, càn khôn quyết của hắn giỏi nhất là cảm nhận và mượn lực vi diệu, người như chiếc lá cây phiêu đáng theo mạch nước ngầm mãnh liệt, kiếm cương lớn khó khăn lướt qua người hắn có thể nói là khiến hắn hãi hùng khiếp phía. Đúng như hắn đã dự liệu, một kích không trúng, đạo kiếm cương thứ hai lại một lần nữa chém tới, Ngưu Hữu đạo lại khó khăn né được. Bốn năm kiếm chém xuống liên tục nhưng chưa thể làm bị thương cọng lông tơ của Ngưu Hữu đạo, người thi triển kinh ngạc, còn Ngưu Hữu đạo cũng vì vậy mà có được cảm ngộ mới đối với Càn Khôn quyết trong nháy mắt. Có vài cảm ngộ nếu không trải nghiệm thì không thể lĩnh ngộ được. Gặp tình huống này, người thi triển đâu còn có thể từ từ chơi đùa với hắn, cả hai tay liên tục đâm ra, liên tục đánh ra kiếm cương, những kiếm cương còn lại điên cuồng đánh ra. Nhiêu hữu đạo lập tức không chơi tiếp được nữa, cũng không cách nào trốn được, trong không gian này, kiếm cương cuồng bạo đã bao trùm tấn công, hắn căn bản chẳng còn chỗ trốn, cuối cùng cũng sẽ đụng phải một đạo. Dưới tình thế cấp bách, giống như phá vòng vây ở bí cảnh thiên đô, không thể không một lần nữa cứng rắn chống đỡ, hai tay đẩy kiếm ra, thi triển càn khôn quyết cứng rắn chống đỡ một kích đang đánh tới. Dưới một đòn kịch liệt như vậy, nước bùn dưới đáy hồ bị cuốn lên cuồn cuộn, mê loạn. Ầm um như hữu đạo đẩy kiếm chống đỡ một kích miệng mũi phun ra máu ba vết thương vì tên ở ngực cũng bắn ra ba đạo máu tươi cả người bị bắn ngược trong nước miệng mũi phun ra bọt khí pháp lực mất khống chế nên sặc nước trước đó vốn đã bị dày vò vì chúng lên lại bị một đòn liên thủ của năm lão giả đánh cho trọng thương giờ lại cứng rắn chống một kích này chân tay không còn sức mơ màng cảm giác muốn hôn mê mãnh liệt truyền tới hắn có thể cảm nhận được mình đang nhẹ nhàng chìm xuống đáy hồ trong đầu mơ màng lóe lên một suy nghĩ giang hồ cưỡi ngựa, cuối cùng cũng có lúc ngã ngựa. chương 1296, kẻ tự ý xông vào, giết không tha. Một, thấy nghiêu hữu đạo bắn ra từ trong vùng nước đục ngầu đã không còn sức lực phản kháng, đám tu sĩ vây quanh lập tức lao tới định tung đòn sát thủ. Trong lúc đám người vào tới thì đột nhiên quay phát đầu lại, bọn hắn liền nhìn thấy một thứ dài dài như mũi tên màu xanh đang phóng tới trong nước, uy lực kinh người làm cho đám người nhanh chóng né ra. Một con rắn xanh lớn lao về phía nghiêu hữu đạo đang chậm rãi bay xuống đáy hồ, ngay lúc này, trong cơ thể rắn nứt ra một cánh tay, cánh tay mang theo vải rắn ôm lấy Ngưu Hữu Đạo. Cơ thể dài vung vẩy trong nước lao đi cực nhanh, kéo lấy Ngưu Hữu Đạo phóng vào một hẻm núi dưới đáy nước. Thực tiếp chui vào trong một kẽ nứt, đám đệ tử Quy Nguyên Tông đuổi theo lập tức đánh tung vách đá dưới nước. Đợi khi khá hủy được vách đá thì đã chẳng thấy bóng người đâu, cả đám tìm kiếm khắp nơi. Khổ, Ngưu Hữu Đạo sặc ra một búng máu tỉnh táo lại, bất lực thi triển pháp nhãn, một màu đen kịt, dù là khoảng cách gần cũng không thể nhìn thấy gì. Có điều có thể nghe thấy tiếng soạt soạt quen thuộc, đây là âm thanh độn thổ, như hữu đạo cười, yếu ớt nói cuối cùng cũng đợi tới lúc cô tới. Giọng vân cơ nghiêm túc, ta tới muộn rồi, tới vừa đúng lúc, muộn chút nữa cũng không tốt, như hữu đạo hết sức nói đùa một câu, đột nhiên nói kiếm của ta. Vân cơ, tạm thời đừng lo đến kiếm nữa, giữ mạng quan trọng, lát ta tìm giúp ngươi. Ngươi bị thương rất nặng, còn chịu được không? Nghiêu hiểu đạo, chút vết thương nhỏ, không sao, lúc nhảy xuống hồ đã uống dược rồi. Quận chúa và tiểu vương ra không sao chứ. Vân cơ, người yên tâm, đã sắp xếp xong, bọn họ không sao. Vậy là tốt rồi, nói xong câu này, nghiêu hiểu đạo im lặng, cảm thấy hai mắt cũng không còn sức lực nên nhắm lại, mơ màng, cố gắng, lên dây có tinh thần chống đỡ. Hắn không thích cảm giác không tỉnh táo này, nhiều người truy sát như vậy, vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống sót, mạng đủ lớn đấy. Vân cơ mau chóng chạy trốn, cả đường lại nhảy không ngừng. Nghiêu hiểu đạo cảm thấy mình đã không thể nghe rõ nàng ta nói gì, thỉnh thoảng ha ha hai câu để đáp lời, chứng tỏ mình còn sống, không muốn để người ta lo lắng. Cứ cố gắng cầm cự cầm cự, cuối cùng hắn cũng không biết mình đã cầm cự được bao lâu, trước đó sau khi pháp lực hộ thân hoàn toàn bị công phá, dưới ăn mòn của nước hồ đã khiến quần áo trên người hắn ướt đẫm, y phục ướt khiến hắn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Ngay thời điểm hắn cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi, trước mắt đột nhiên sáng lên khiến hắn cũng có thêm chút ý thức hắn đột nhiên phát hiện mình đã tới một không gian dưới đất dưới chiếu sáng của một con nguyệt điệp thương thục thanh đang ôm tã lót ngồi trên một tảng đá tiếng phá đất cũng khiến thương thục thanh giật mình tuy nàng xấu xí nhưng dù sao cũng là nữ nhân một nữ nhân ở dưới lòng đất u ám này thật sự cũng hơi sợ hãi chỉ cần chút tiếng động khác thường cũng đủ khiến nàng hãi hùng khiếp vía ngẩng phát đầu lên nàng thấy vân cơ quay về nên cũng ôm đứa bé đứng dậy lại thấy vân cơ phá đất lôi lên một người trông vô cùng chật vật đồ búi tóc của người kia không biết đã mất đâu tóc tai bù xù quần áo rách dưới vết thương mặc dù đã được khống chế không còn chảy máu nữa nhưng vẫn còn những vệt máu lớn nhìn thấy mà giật mình tóc tai tán loạn cộng với khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc trong ánh mắt thâm thúy thường ngày đã trở nên ảm đạm không ánh sáng cả người rõ ràng đều đã bị ngâm trong nước nhưng vẫn mỉm cười nói với nàng quận chúa giọng nói rất yếu ớt đạo gia thương thuộc thanh nghẹn ngào vạn hạnh trong bất hạnh, cuối cùng vẫn kịp thời chạy tới đưa ngài ấy về, có điều bị thương không nhẹ. Vân cơ buông tiếng thở dài, phất tay một cái, ba con rắn nhỏ trên mặt đất lại bắn trở về trong tay áo của nàng ta. Đạo ra, người không sao chứ, giọng thương thục thanh hơi run run, sau khi hỏi xong mới cảm thấy mình đúng là nói nhảm, đã thành ra thế này rồi có thể không sao sao. Như hiểu đạo chậm rãi đến gần, nhìn nhìn nàng, lại nhìn đứa trẻ đang ngáy o o trong tã lót, thấy cả hai đều bình an, hắn cũng yên lòng, lần này mạo hiểm dù sao cũng đáng. Hắn thực sự không chịu đựng được nữa, chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên tảng đá ban nãy thương thục thanh vừa ngồi, yếu ớt nói ta không sao, không chết được, để quận chúa phải sợ hãi rồi. Giọng điệu đó giống như của một ông cụ đang dần dần già đi, gần đất xa trời vậy. Thương thục thanh răng ngà cắn môi, không biết nói sao. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy như hữu đạo chật vật như vậy. Như hữu đạo trong mắt của nàng luôn là hình tượng cơ chí vững vàng. Nghiêu hiểu đạo cũng muốn nói thêm nhiều gì đó với nàng nhưng thực sự đã không còn sức, hắn cảm thấy đầu sắp không cử động được nữa, yếu ớt nói, Vân Cơ, ta hơi lạnh, giúp ta một chút, hong khô quần áo giúp ta đi. Vân Cơ sướng sờ, trước đó vội vàng bỏ trốn, trên đường đi chỉ giúp hắn khống chế được thương thế, thật sự không cẩn thận quan tâm xem hắn mặc đồ như vậy có khó chịu không, giờ nhìn thấy toàn thân hắn ướt xuống thì lập tức đi tới, đưa tay nhấn lên người hắn, thi pháp đuổi đi sương mù trên người hắn. Sau khi sương mù tản đi, vân cơ thu tay lại y phục trên người nghiêu hữu đạo đã khô rồi điều khiến người ta không thể ngờ cũng xảy ra ngay dưới mí mắt hai người cơ thể nghiêu hữu đạo nghiêng một cái trực tiếp ngã xuống đất hắn đã thực sự không thể cầm cự được nữa rồi ngay lúc đầu nghiêu hữu đạo sắp đụng lên mặt đất vân cơ phản ứng nhanh kéo hắn lại đạo ra thương thục thanh sợ đến mức hét lên một tiếng nhìn bộ dạng ngã lộn chồng vó kia của nghiêu hữu đạo thực sự dọa cho nàng hồn phi phách tán suýt chút nữa thì ném đứa trẻ trong lòng đi đặc biệt là sau khi nghiêu hữu đạo ngã xuống vết thương dài chóc ra bong thịt sau lưng lộ ra khiến người ta vừa thấy phải giật mình vân cơ đỡ lấy nghiêu hữu đạo xem xét phát hiện nghiêu hữu đạo đã mất ý thức hoàn toàn hôn mê đạo gia người người sao rồi vân cơ không để ý đến thương thục thanh thì pháp kiểm tra cho nghiêu hữu đạo trước sau khi dò xét một phen buông tiếng thở dài thương tích quá nặng lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương cộng thêm mất máu quá nhiều trước đó ngài ấy đã uống linh đan chết sẽ không chết được, chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian. Ở đây không đủ điều kiện, quay về ta sẽ xử lý giúp ngài ấy. Bên vương gia còn đang chờ tin chúng ta, đi thôi. Tiền tuyên yến triệu, công thủ của đại quân vẫn còn đang tiếp tục, thương triều tông ngồi trên lực ngựa nghiêm mặt quan chiến, phía sau y quản phương nghi đang ngồi trên lưng ngựa cũng lòng đầy suy nghĩ. Đám long hưu cũng nhận ra có gì đó không bình thường, trong lúc chiến sự rằng co, hình như bên này không hề có ý định phát động tiến công toàn diện, cộng thêm Ngưu Hữu Đạo không thấy đâu, đã bảo người đi xem thửa, Ngưu Hữu Đạo không có ở đại doanh đằng sau. Trong lúc cả đám ai cũng ôm suy nghĩ riêng, Hứa lão lục từ sau chạy tới, lách mình đáp xuống phía trước, chắp tay nói với Thương Triều Tông, vương gia, quận chúa và tiểu vương gia đã trở về. Trở về rồi, con tin trở về rồi. Những người không biết tình hình hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Thương Triều Tông vội hỏi, đạo ra đâu? Bên này biết kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo muốn mạo hiểm yểm hộ rút lui, thương thục thanh trở về không có nghĩa là nghiêu hữu đạo cũng quay về rồi. Hứa lão lục cũng quay về rồi, có điều bị trọng thương. Nghe thấy lời này, những người khác còn chưa nói gì, quản phương nghi không thèm cưỡi chiến mã nữa, lắc mình một cái bay lên, lao nhanh về phía đại doạn phía sau. Thương Triều Tông thì lập tức lớn tiếng nói, lập tức thu binh. Tiếng keng 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 gấp rút vang lên, nhân mã tiến công của quân Yến lập tức thu binh hoàn toàn ra sau. Trong trứng bồng, nhiều hữu đạo đang hôn mê được người ta đỡ ngồi, Vân cơ cũng bất chấp nam nữ khác biệt gì đó, kéo y phục trên người như hữu đạo xuống, chuẩn bị xử lý vết thương giúp hắn. chương 1297, kẻ tự ý xông vào, giết không tha. 2. Đạo gia, quản phương nghi như cơn gió lao thẳng vào trong trướng bồng, không nhìn tới thương thục thanh đang ôm đứa trẻ bên cạnh tâm tư căn bản không ở trên người thương thục thanh mà bước nhanh đến cạnh giường. Đập vào mắt đầu tiên là những vết thương vừa nhìn đã giật mình trên người như hữu đạo, phía trước chúng ba mũi tên, sau lưng là một vết thương chóc da bong thịt rất dài lại nhìn vẻ hôn mê bất tỉnh của ngưu hữu đạo quản phương nghi suýt thì ứa nước mắt thương thục thanh đứng ngoài quan sát lệ đã rơi nhân lúc phân cơ xử lý vết thương quản phương nghi nhanh chóng thi pháp kiểm tra thương thế của ngưu hữu đạo ánh mắt rơi lên một vết sẹo dữ tợn rõ ràng lưu lại sau khi bị trọng thương trên ngực ngưu hữu đạo vết sẹo này trước kia bà ta chưa từng nhìn thấy vì ngưu hữu đạo thích ngâm trong bồn tắm lúc ở ngoài khi ngưu hữu đạo ngâm trong bồn tắm bà ta thường đi dạo một bên ngược như hữu đạo vốn trơn bóng, không hề có vết sẹo giữ tợn này. Trước đây chưa từng thấy, giờ lại thấy, quản phương nghi hơi suy nghĩ cũng đoán được vết sẹo này để lại vào lúc nào, bí cảnh thiên đô, ở bí cảnh thiên đô nghiêu hữu đạo đã từng bị trọng thương. Nhưng hắn lại không hề nói với bà ta, chính bởi vì không nói nên càng chứng tỏ thương thế lúc ấy không phải nặng bình thường. Tên này lúc nào chịu tội cũng tự mình gánh chịu, chưa từng tố khổ với người khác. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy dáng vẻ như chết của nghiêu hữu đạo, nước mắt của quản phương nhi không nén lại được nữa, lập tức ứa ra. Quân y Nam Châu lấy kim khâu lại vết thương cho Ngưu Hữu Đạo, chiều này là do Viên Cương dạy, Viên Cương đã phổ cập biện pháp này cho quân Nam Châu từ rất sớm. Cũng chính vì như vậy, quản phương nhi có thể tưởng tượng được, vết sẹo trên người Ngưu Hữu Đạo sở dĩ dữ tợn như vậy chứng tỏ lúc ấy căn bản không có điều kiện để khâu lại vết thương. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, ngay sau đó là những tiếng bước chân gấp rút truyền đến, mảnh lều chợt sốc lên, thương triều tông chạy vào đằng sau là la đại an mau chóng đẩy mông sơn minh vào đằng sau nữa là đám long Hưu. ca mông bá bá thương thục thanh khóc kêu lên thấy hai người nàng không sao tạm thời không bận tâm nhiều tới nàng mà đều chạy trước đến bên giường nhìn thấy thương tích của ngưu hữu đạo cộng thêm bộ dạng hôn mê như chết gương mặt thương triều tông co giật mạnh mông sơn minh cũng nghiêm mặt thương tích của đạo gia như thế nào thương triều tông hỏi vân cơ vân cơ thở dài thật sự đã nhặt được cái mạng trở về Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, có điều tổn thương rất nặng, Lục Phủ Ngũ Tạng đều trọng thương, mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn e là khó hồi phục. Bên cạnh, Đám Long Hưu quay đầu nhìn Thương Thục Thanh Bình Yên trở về, sau đó Long Hưu cúi người đưa một tay thi pháp kiểm tra cho Ngưu Hữu Đạo, thấy Ngưu Hữu Đạo thật sự bị tổn thương, đúng là tổn thương rất nặng, những gì Vân Cơ nói đều là sự thật. Bỗng nhiên, hai ngón tay của Long Hưu hợp lại điểm lên đầu Ngưu Hữu Đạo, truyền pháp lực. "Long trưởng môn, giờ ngài ấy cần nghỉ ngơi." Quản Phương Nghi nổi giận, Long Hưu căn bản không rảnh để ý, thì pháp cưỡng ép Nghiêu Hiếu Đạo tỉnh táo lại, chỉ thấy Nghiêu Hiếu Đạo đang được đỡ để may vết thương chậm rãi mở hai mắt ra, thấy đám người trước mắt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng cuối cùng dừng trên khuôn mặt Long Hưu ở gần nhất. Đạo ra, thấy hắn tỉnh lại, đám thương triều tông kêu lên, Long Hưu bất chấp những người khác, trực tiếp hỏi, Nghiêu Hiếu Đạo, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Nghiêu Hiếu Đạo cười nhạt một tiếng, yếu ớt nói, Long trưởng môn, thật sự không còn tinh lực nữa, sau này hắn bẩm báo có được không? Long Hưu còn định nói gì, cùng lâm sách ở bên nói, Long Huynh, giờ hắn không phải lúc để nói chuyện, từ từ hắn hỏi lại hắn đi. Long Hưu nhìn xung quanh một chút, thấy từng cặp mắt phẫn nộ đang nhìn, nếu cứ kiên trì chỉ e sẽ khiến mọi người phẫn nộ, thương thế Nghiêu Hữu Đạo hiện giờ thật sự là không thể nói được nhiều. Thả lỏng hai ngón tay đâm trên đầu Nghiêu Hữu Đạo xuống, không nói nhiều, xoay người chắp tay đi ra. Ánh mắt ảm đạm của Nghiêu Hữu Đạo yếu ớt nhướng lên, nhìn thấy người của ba phái lớn đều đã đi ra, ánh mắt nhìn sang quản phương nghi, yếu ớt nói, ba phái lớn sợ sẽ gây bất lợi cho ta, không thể không đề phòng. Lời còn chưa dứt, hai mắt vừa nhắm thì đã lại rơi vào hôn mê. Hắn vừa nói như vậy, quản phương nghi biết hắn nói như vậy tất nhiên có lý do để nói vậy, lập tức cảnh giác, nhanh chóng quay đầu dặn đám hứa lão lục cho người ở ngoài trướng trông giữ nghiêm mật, không cho phép bất cứ kẻ nào được tự ý vào đây. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, không chú ý đến thương thục thanh đang ôm tã lót bên cạnh hai người cũng nhanh chóng ra khỏi lều vải chỉ thấy cách ngoài trướng không xa trưởng môn ba phái lớn đang trâu đầu ghé tai nói gì đó người đâu thương triều tông đi đến bên cạnh chư tướng lập tức hạ lệnh điều một chi nhân mã tinh nhuệ tới bảo hộ nghiêm mật lều vải này phòng ngự loại nặng không được sự cho phép của bản vương bất kỳ ai cũng không được tự tiện xông vào một con ruồi cũng không cho phép tiến vào nghe thấy lời đó long hưu lặng lẽ nhìn sang hỏi vương ra bất kỳ kẻ nào này bao gồm cả chúng ta sao thương triều tông không trả lời ông ta chỉ nhìn chằm chằm tướng lĩnh nghe lệnh trước mặt hung dữ bổ sung mặc kệ là ai kẻ tự ý xông vào giết không tha rõ một tướng chắp tay hét to lĩnh mệnh long hưu chính thức xoay người nhìn sang lạnh lùng nói vương gia không nghe thấy lời bản cung nói sao mông sơn minh ngồi trên xe lăn đột nhiên bừng bừng phấn chấn mái tóc muối tiêu nhìn xung quanh hung dữ như sói lớn tiếng giận dữ hết vương gia đã hạ quân lệnh nếu có người trái lệnh có được không? Các huynh đệ có thể cho phép không? Không được, không đồng ý, lão soái nổi giận, một đám tướng lĩnh đột nhiên phất tay hô to hưởng ứng. Không được, không đồng ý, âm thanh hưởng ứng lần lượt khuếch tán đến các bộ, tiếng hô hoán liên tiếp cuối cùng dần dần đồng thanh, thiên quân vạn mã cùng nhau không ngừng hô to. Không được, không đồng ý, không được, không đồng ý, nơi này tụ tập mấy trăm ngàn nhân mã, mấy trăm ngàn người cùng nhau hô to, khí thế thật sự giống như núi kêu biển gầm. Tình cảnh này đột nhiên kích phát, ập tới khiến người ta không kịp chuẩn bị, Long Hưu đột nhiên quay người lại nhìn quanh. Trưởng môn ba phái lớn thân đang ở trong tiếng gầm như vậy đều không ngừng xoay người nhìn xung quanh, nơi đập vào mắt, chỗ nhìn tới đều là tay dơ đau thương không ngừng hét lớn, thanh thế ấy dường như muốn bao trùm lấy bọn hắn. Chấn động, đây là cảm nhận duy nhất trong lòng ba vị trưởng môn lúc bấy giờ. Đệ tử ba phái lớn ai nấy cũng nhìn xung quanh, vô cùng kinh ngạc, tướng sĩ quân Yến đột nhiên giống như mèo bị đạp phải đuôi, Ngọc Thương Tiên sinh thân là người đứng xem cũng thật sự bị chấn động, sau khi tỉnh hồn lại, nhìn phản ứng của đám Long Hưu, lại nhìn những tướng sĩ không ngừng hô vang xung quanh, không khỏi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, phát hiện sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo đối với quân đội Yến Quốc đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Công nhiên đối đầu thế này, không hề sợ làm ồn ào khiến ba phái lớn của Yến Quốc không thể xuống đài được, đây là vì Ngưu Hữu Đạo mà không tiếc trở mặt với ba phái lớn Yến Quốc, quyết liều cho cá chết lưới rách ba phái lớn yến quốc dám liều cho cá chết lưới rách không? Theo Ngọc Thương ông ta thấy thì không dám, ít nhất là bây giờ không dám. Thực ra trước đó sau khi hai bên tiếp xúc, trưởng môn ba phái lớn đã bày tỏ chút ý tứ, luôn ngoài sáng trong tối dùng lời lẽ thăm dò thái độ của Ngọc Thương, ý định rất rõ ràng, mông hai bên hất nhiều hữu đạo ra, trực tiếp hợp tác. Ngọc Thương ông ta không phải chưa từng động lòng, dù sao Yến Quốc vẫn do ba phái lớn nói là được, thực lực của ba phái lớn mạnh hơn nhiều hữu đạo nhiều lắm, sở dĩ ông ta vẫn chưa bày tỏ thái độ là vì không muốn xảy ra phiền phức vào lúc này, cho nên vẫn đang giả vờ hàm hồ, không đồng ý cũng chẳng từ chối. chương 1298, những người này không thể lưu lại. Nhưng tình hình bây giờ, Ngọc Thương ông ta chỉ cần dám hất nghiêu hữu đạo ra hợp tác với ba phái lớn Yến Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với chuyện lớn. Nghiêu hữu đạo tuyệt đối có thể làm cho ông ta gà bay trứng vỡ, đây cũng không phải là suy đoán, nhìn tình hình trước mặt là biết ngay, một khi làm ra chuyện, ba đại phái Yến quốc cũng sẽ không thể khống chế được cục diện này. Hoàng liệt trưởng môn đại thiện Sơn vẫn đang nhìn tình thế xung quanh, thương triều tông đang công nhiên không nể mặt ba phái lớn Yến quốc chấn động, ông ta thật sự chấn động, cũng ý thức được, nếu không dọn dẹp sạch thế lực thương hệ, muốn cùng như hữu đạo phân cao thấp ở Nam Châu căn bản là chuyện không thể. Đại thiện Sơn có lợi hại mấy vẫn có thể lợi hại hơn ba phái lớn Yến quốc sao? Tư đồ diệu trưởng môn vạn động thiên phủ mặt đầy kinh ngạc, không kịp chuẩn bị, sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo bạo phát ra thật sự khiến cho ông ta không kịp chuẩn bị, đây rõ ràng là ngay cả ba phái lớn Yến quốc cũng không thể ép buộc được mà. Thấy tình cảnh này, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo còn, thế lực bên Kim Châu nên đứng về phía đội nào, từ đồ diệu ông ta trong lòng đã hiểu rõ. Ông ta cũng không muốn trận chiến với Triệu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, bằng không ông ta không thể lấy được Kim Châu, trước mắt đã thấy rõ, một khi để Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lập tức sẽ là một trận đại loạn trong lòng ông ta đã có quyết định lát nữa ông ta sẽ điều động nhân thủ tham gia bảo vệ nghiêu hữu đạo quyết không thể để nghiêu hữu đạo xảy ra chuyện đinh tai nhức óc đứng trước thanh thế lớn thế này phí trường lưu hạ hoa trịnh cửu tiêu hơi sướng ra ba người hai mặt nhìn nhau phát hiện nghiêu hữu đạo đã có sức ảnh hưởng vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn đối với thương hệ cũng không biết nên vui hay nên buồn ba nữ nhân đồng kim hoàn hơi bị thanh thế này dọa dẫm lúc này mới hiểu nội tình của đạo gia mao lư sơn trang rốt cuộc là như thế nào Triệu Đăng Huyền, Mộc Lương Phong, Trần Quang Tổ ba người đối mặt với tình cảnh này càng thêm trột dạ, đặc biệt là Triệu Đăng Huyền phát hiện suy nghĩ trước đây của mình quá ngây thơ, như hữu đạo người ta cần nể mặt ngươi sao. Tan dã trong không vui, khuôn mặt Long Hưu âm trầm phất tay áo bở đi, sắc mặt rất khó coi, mặt mũi coi như mất hết rồi. Nhưng tình thế trước mắt đã như đống củi khô, chỉ một đốm lửa cũng có thể bốc cháy, Long Hưu ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ là một đại loạn khó thu dọn. Đến lúc đó đừng nói miếng thịt mỡ triệu quốc kia không thể ăn được mà còn rất có thể khiến mình bị rụng răng. Mạnh tuyên cũng mặt mũi đầy lo lắng đi theo về phía lều vải của Long Hưu. Cung lâm sách cũng đi theo, không kìm được thỉnh thoảng còn quay đầu sang nhìn đám thương triều tông, lông mày nhíu lại, sau ngày hôm nay, ông ta càng hiểu ra ý nghĩa khi gia nhập Ngưu Hữu đạo vào tử kim động. Đợi trưởng môn ba phái đều rút lui, thương triều tông phất tay lên, tiếng kêu hô như thủy triều dần dần lắng lại. Hai người thương, mông nhìn nhau, hai người biết, hành động hôm nay đã bước cho mình không còn đường lui nữa chỉ có thể cùng ngư hữu đạo đi tới cuối con đường thôi sau khi hai người trở lại trong trướng quản phương nghi hạ thấp người cảm ơn tạ ơn vương ra và mông soái vừa rồi động tĩnh lớn như vậy người trong trướng không thể không nghe thấy trong lòng vân cơ thổn thức không thôi những người này bao gồm cả ngư hữu đạo đều bất chấp tất cả rồi thương triều tông nói nếu hồng nương nói vậy thật sự khiến bản vương không đất sung thân đạo gia xả thân vì nghĩa chúng ta không thể báo đáp chỉ có thể xả thân vì công lý, nếu còn không dám lên tiếng, vậy còn mặt mũi nào làm người nữa. Mông Sơn Minh cũng thở dài, đây là chuyện chúng ta nên làm. Đứa trẻ trong tã lót we we khóc lớn, bị thanh thế vừa rồi làm giật mình. Lúc này Thương Triều Tông mới có lòng dạ đi nhìn con trai, đến trước mặt Thương Thục Thanh, Thanh Nhi, muội không sao chứ. Thương Thục Thanh lắc đầu, lã trã trực khóc ca, là muội liên lụy mọi người, liên lụy đạo gia. Không nên nghĩ quá nhiều, việc này không thể trách muội sau khi thương triều tông trấn an một câu liền chủ động đưa tay nhận tã lót cẩn thận ôm vào lòng nhìn đứa trẻ we we khóc lớn trên gương mặt đàn ông máu lạnh lộ ra vẻ từ ái hiếm thấy trong lòng có cảm giác khó nói thành lời y biết nếu không phải nghiêu hữu đạo liều mình cứu giúp e là ngay cả cơ hội ôm con trai mình y cũng chẳng có vương ra cho ta xem thử mông sơn minh không kìm được chủ động hỏi thương triều tông lập tức đưa tã lót cho ông mông sơn minh đặt lên đùi nhìn kỹ cười ha ha nói giọng rất to rất trung khí không hổ là huyết mạch thương thị cái này miệng con mắt này giống vương ra khi còn bé ai đáng tiếc ninh vương đi sớm nếu không nhìn thấy tôn tử của mình chắc chắn sẽ rất vui lại nhài một mớ thấy làm thế nào cũng không thể dỗ cho đứa trẻ ngừng khóc không khỏi ngẩng đầu hỏi có phải bị đói rồi không đã bao lâu rồi không cho ăn vậy thương thục thanh lau nước mắt sững sờ vội vàng gật đầu nói đã lâu lắm rồi không cho bú chắc là đói bụng rồi mông sơn minh lập tức quay đầu dặn dò mau đi cho ăn đi rồi lại quay đầu nói đạo gia cần nghỉ ngơi đứa trẻ cứ khóc không ngừng vương ra chúng ta tránh đi trước đã thương triều tông lập tức ngoắc ra hiệu thương thục thanh cùng đi cũng muốn hỏi thử xem chuyện gì xảy ra ai ngờ thương thục thanh lắc đầu vành mắt đỏ hay nhìn về phía Ngưu hữu đạo đang nằm im lặng trên giường thương triều tông và mông sơn minh nhìn nhau lại lo lắng rồi lần này đạo gia liều mình cứu giúp bên thanh Nhi e lại càng phiền phức hơn rồi mông sơn minh khuyên nhủ quận chúa nhìn người cũng có vẻ không được nghỉ ngơi tốt người cũng nên tắm một cái tắm trước rồi hắn quay lại đây nhé thương thục thanh nhìn sơ người mình đúng là bẩn không chịu nổi lúc này mới đồng ý rời đi Choang, một chiếc chén ngọc bị đập nát long hưu thở phì phì đi qua đi lại trong trướng miệng không ngừng lầm bầm một đám sâu bọ không biết sống chết mạnh tuyên đứng bên gương mặt bình tĩnh không nói gì cùng lâm sách thì nhìn người này rồi nhìn người kia cuối cùng long hưu dừng trước mặt hai người giọng hung ác nói các ngươi đều thấy rồi những tên này không thể lưu lại nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ cung lâm sách không phải người định động thủ vào lúc này đấy chứ giờ không phải lúc để gây ra nhiễu loạn lớn long huynh nên nhẫn nhịn một chút thì hơn long hưu ta không nói bây giờ sau khi chiến sự kết thúc thế cục vừa vững, lập tức động thủ không thể kéo dài được nữa mạnh viên chợt hỏi như hiếu đạo này nhiều lần đối nghịch với chúng ta sao ta cứ cảm thấy có gì đó không bình thường có phải hắn có chỗ dựa nào đó không lời này khiến long hưu nhíu mày cùng lâm sách âm thầm chuột dạ, hỏi lại có thể có chỗ dựa nào được chứ? Mạnh tuyên lóe lên tia lạnh lùng, mặc kệ, đề phòng có biến, như hiếu đạo có thể tiêu diệt trước, chỉ cần giải quyết được kẻ cầm đầu, sau khi chiến sự kết thúc, đại thiện Sơn có thể phát huy tác dụng, thế lực thương hệ có thể từ từ xóa bỏ. Ông ta nói như vậy, ngay cả Long Hưu cũng bắt đầu tỉnh táo, không dám gật bừa nói, không ổn, tình hình ngươi và ta đều đã thấy rồi, giờ động vào như hiểu đạo không thích hợp, chỉ cần hơi động xảy ra biến cố sẽ vì nhỏ mất lớn, không đáng đâu mạnh viên nhíu mày nói chúng ta thực sự không hiếu động lỡ gây ra nhiễu loạn gì chọc người triệu quốc động thủ thì sao triệu quốc người ta vì trả thù mà giết nhiều hữu đạo hợp tình hợp lý điều này thế lực thương hệ có thể trách chúng ta hay sao long cùng hai người nhìn nhau cùng lâm sách thử hỏi người triệu quốc chạy tới đây giết người người cảm thấy có khả năng sao mạnh viên nếu có người giúp triệu quốc một tay long hưu như suy nghĩ gì đó nói người nói là nội ứng ngoại hợp chương 1299, lại tới mật đàm. Một, mạnh tuyên cười lạnh, nhiều hữu đạo hẹn đàm phán với triệu quốc lại lén đưa người trở về, trong đó có nhiều điều không rõ ràng không nhất thiết phải lấy triệu quốc ra đùa giỡn, thù mới hận cũ. Triệu quốc có thể nuốt được cơn giận này sao? Chỉ cần nói rõ chỗ của nhiều hữu đạo, cho triệu quốc một cơ hội đánh chuẩn xác mục tiêu, lại phối hợp với chúng ta, cộng thêm nhiều hữu đạo bản thân trọng thương khó tưởng tượng được cứu thoát, triệu quốc tất nhiên sẽ chịu một đòn giấy mạnh cung lâm sách thương triều tông phái đại quân bảo hộ nghiêm mật bên cạnh nghiêu hữu đạo có vài người e là đối phương sẽ không dễ đắc thủ mạnh tuyên chưa hẳn phải giúp đối phương đắc thủ chỉ cần đối phương động thủ cho dù nghiêu hữu đạo chết như thế nào thì cũng đều do bên triệu quốc làm long hưu và cung lâm sách như nghĩ gì đó hiểu dã thâm ý trong lời nói của ông ta ngưng chiến bàng đằng chấn giữ tiền tuyến đứng trên cao nhìn ra xa tình hình yến quân đánh một trận rồi thật sự rút lui sao ông ta thật sự không thể hiểu được ý đồ của quân Yến. Chính vào thời khắc điều chỉnh lại nhân mã, người Quy Nguyên Tông đi truy sát nghiêu Hữu Đạo đã trở về. Thấy cả đám sắc mặt khó coi, mọi người liền âm thầm thấy không ổn. Tưởng vạn lâu trưởng môn Quy Nguyên Tông thử hỏi một câu, chư vị thái thượng trưởng lão, tình hình như thế nào? Năm lão già thật sự chẳng còn mặt mũi gì, một người thở dài nói, tổn thất không nhỏ, bị hắn giết mất hơn 30 đệ tử Kim Đan. Đám người nhìn nhau, có người cảm thấy may mắn vì người của mình đã không đuổi theo. Tổn thất này không nhỏ, vẻ mặt tiêu vũ thiên hầm hầm nói, ngụ tặc phải đền tội chưa? Thái thượng trưởng lão kia thở dài thật sao, để hắn chạy thoát rồi. Chạy trốn, cho dù cảm thấy khả năng này có thể bất ngờ xảy ra nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khó tin. Tưởng vãn lâu thật sự khó có thể tiếp nhận được sự thật này, sao có thể như vậy? Năm thái thượng trưởng lão đích thân ra tay, thiên hạ không mấy người có thể ngăn cản, huống hồ còn có mấy trăm đệ tử tinh nhuệ tương trợ, chỉ một tiểu tặc, có tài đức gì mà có thể khiến năm vị thái thượng trưởng lão thất bại tan tác quay về. Hẳn không phải trên tay Nghiêu Hữu Đạo thật sự có thiên kiếm phù dùng mãi không hết đấy chứ. Trưởng môn ôm kỳ vọng lớn như vậy, năm vị thái thượng trưởng lão thực sự xấu hổ. Một người hổ thẹn nói, cũng không phải là có thiên kiếm phù dùng mãi không hết, tên kia trên mặt đất dĩ nhiên không phải đối thủ của chúng ta, giết hắn chẳng có gì khó, nhưng ở dưới nước lại là chuyện khác công pháp của tên tặc này sở trường khống chế tính thủy sau khi kể lại mọi chuyện xảy ra đương nhiên cũng không phải bên này quá vô năng kết quả dĩ nhiên là phải cường điệu thêm một chút đã đánh hắn trọng thương ngay thời khắc hắn sắp chết dưới nước đột nhiên xuất hiện một con rắn xanh lớn cứu hắn đi độn thổ xuống đáy hồ trốn thoát theo như lời đệ tử bên dưới nói con rắn lớn kia rất có khả năng là vân cơ gì đấy trước đó đã độn thổ mang con tin đi chuyện đã kể lại như vậy mọi người đại khái cũng hiểu được toàn bộ quá trình, Nghiêu hữu đạo đến là để cướp con tin. Mật đàm gì đó chỉ là lừa dối, lý do nói vì sao mang vân cơ tới chứ không phải hồng nương thực ra đều chỉ là những lời dối trá. Mục đích rõ ràng là vì vân cơ có thuật độn thổ hiếm có, rất dễ dàng kịp thời mang con tin đi. Còn nghiêu hữu đạo hắn thì dùng uy lực của thiên kiếm phụ yểm hộ con tin rời đi. Sở dĩ trốn về phía giác hồ hóa ra là vì tên đó có năng lực đặc biệt dưới nước. Bàng đang nói, nói cách khác, lần này quân yến tấn công là đánh nghi binh mục đích dùng thế công ép bên chúng ta không thể không tập trung một lượng lớn nhân thủ qua phòng ngự giảm bớt áp lực cho nghiêu hữu đạo để nghiêu hữu đạo dễ dàng thoát thân nếu không mọi người cùng nhau tiến lên nghiêu hữu đạo căn bản không thể chống cự được sắc mặt mọi người đều rất khó coi bị chơi xỏ chơi xỏ thê thảm rồi ba phái lớn cùng liên thủ chạy đến phủ thành nam châu bắt con tin vậy mà lại bị nghiêu hữu đạo lừa đi như vậy việc này ngay từ lúc đầu đã là âm mưu được bố trí tỉ mỉ rồi phí hết tâm tư bận rộn vì một tia hy vọng cuối cùng, thế mà lại tan vỡ như vậy sao? Tâm trạng nặng nề, phẫn nộ, tên nghiêu Hiếu đạo này liên tiếp mang đến cho triệu quốc, cho ba phái lớn của triệu quốc những tổn thất và nhục nhã không thể nào hình dung được. Đặc biệt là tưởng vãn lâu, chẳng những tổn thất đệ tử trong môn, với tình trạng thế này, nghiêu Hiếu đạo còn không chút hoang mang phế đi một tay của đệ tử thân truyền của ông ta, tin tức này truyền ra ngoài bảo ông ta làm sao mà chịu nổi. Nhưng có một điểm, mọi người không thể không thừa nhận, Nhiêu hữu đạo này quá to gan, quả thực là gan to bằng trời, dám dùng phương thức mạo hiểm như vậy để tới cứu con tin, đây đúng là đang liều mạng. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Nhiêu hữu đạo đã công thành danh toại, có đáng làm vậy vì hai người phàm không? Điều khiến bọn hắn lo lắng hơn là, đại quân triệu quốc bị nhốt ở đây, sẽ còn đường sống sao? Có một số việc vẫn phải làm rõ, trong đại trướng chủ soái chẳng những thương triều tông và mông sơn minh, đám long hưu cũng đều có mặt, vân cơ cũng được gọi tới đối mặt với tra hỏi của mọi người vân cơ và thương thục thanh đều nói hết những việc đã xảy ra chuyện độn thổ vân cơ cũng không giấu giếm cũng biết không thể giấu được nữa đã bị bại lộ rồi nhiều người triệu quốc thấy như vậy những cái miệng đó nàng ta cũng chẳng thể quản được thế nào gọi là nói sao làm vậy nói muốn cái tay chó của đệ tử quy nguyên tông kia liền thật sự chặt tay chó của đệ tử quy nguyên tông kia thân trong hiểm cảnh như vậy mà vẫn nói được làm được đặc biệt là khi thân rơi vào hiểm cảnh vẫn có thể thong dong ứng đối Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cũng biến sắc, Thương Thục Thanh thì nước mắt lạ trả. Hai người thương, Mông biết trước kế hoạch còn đỡ, đám Long Hưu thì vô cùng giật mình, tên Nhiêu Hữu Đạo kia thật sự liều mạng như vậy, làm vậy có đáng không? Cung Lâm sách như có điều suy nghĩ, nhớ đến chuyện sư đệ nghiêm lập đã từng nói trong bí cảnh thiên đô, biết rõ từ chối nữ đệ tử của Trử Phong Bình sẽ khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh, rõ ràng có thể tướng phó một chút nhưng Nhiêu Hữu Đạo kiên quyết không làm, có việc nên làm, có việc không nên làm, cận kề cái chết cũng không tiếc từng việc từng việc xảy ra trong lòng cung lâm sách dần hiểu con người như hữu đạo cũng tin vào phán đoán của sư đệ nghiêm lập bắt đầu yên tâm hơn về một số chuyện cha hỏi hoàn tất cả đám lại giải tán trưởng môn ba phái lớn cũng vô tình lưu lại đã hơi trở mặt rồi nên ba trưởng môn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của thương triều tông kia nhiều trên đường quay trở về lều vải của mình mạnh tuyên nói tên nghiêu hữu đạo kia lá gan không nhỏ vì cứu hai người này mà không tiếc liều mạng long hiu hừ lạnh có trời mới biết là thật hay giả chẳng qua chỉ làm thế để mua lòng người thôi. Cung lâm sách, thuật ngũ hành cực kỳ hiếm thấy, xã yêu vân cơ kia lại biết cả thuật độn thổ. Bên ngoài phủ thành Nam Châu, dưới tầng tầng trọng binh vây quanh xung quanh đại quân, người của vương phủ thỉnh thoảng ra ra vào vào. Sau khi xảy ra chuyện đã không còn dám chủ quan, người của cả vương phủ đều rời thẳng vào trong trọng binh. Làm như đình ôm tã lót bước nhanh vào, chạy thẳng đến một lều vải, sau khi được thông báo đi vào, làm như đình mừng rỡ hô, vương phi, tiểu vương ra đã về. Phượng Nhược Nam hai mắt đỏ hoe, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, làm cho nha hoàn hai bên luống cuống tay chân. Nhi tử mất rồi, vừa mới sinh ra đã bị người ta cướp đi, tâm trạng mẫu thân sinh ra có thể nghĩ được. Chương 1300, lại tới mật đàm. Hai, Lam Như Đình vốn không muốn để nàng ta biết, muốn để nàng ta tiếp tục ngủ mê nhưng Ngưu Hữu Đạo kia phải làm rõ tình hình, dưới tình thế bất đắc dĩ đành để Phượng Nhược Nam tỉnh táo lại, sau khi tỉnh lại dĩ nhiên là đau đến mức không thiết sống nữa nhìn này, tiểu vương ra, làm như đình cẩn thận đưa đứa trẻ trong tã lót cho nàng ta. Phượng Nhược Nam mặt mày mừng rỡ ôm lấy nhi tử cẩn thận nhìn, sắc mặt sầm lại, mặt mũi đầy nghi ngờ nói, đây là nhi tử của ta sao? Tiên sinh đang muốn an ủi ta nên tìm một đứa trẻ khác đem đến gà ta. Làm như đình lập tức á khẩu không trả lời được, không biết cớ sao nàng ta lại nói như vậy cái này. Đây có thể có giả nữa sao, chắc chắn là tiểu vương gia không có gì phải nghi ngờ. Phượng Nhược Nam cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say, lúc sinh ra ta đã từng nhìn rồi, căn bản không hề đẹp như vậy. Dứt lời liền đưa tã lót cho nha hoàn bên cạnh, không muốn nhìn thêm, nước mắt lại chảy ra, dường như nhận định đứa trẻ này được tìm từ đâu tới an ủi nàng ta, sợ nàng ta thương tâm. Làm như đình sửng sốt một hồi, cuối cùng phản ứng lại, giờ khóc giờ cười nói, vương phi, lúc tiểu vương ra ra đời ta cũng đã từng thấy, đúng là không đẹp như vậy, ngài ấy vừa từ cơ thể mẹ chui ra, Da thịt nhăm nhúm dĩ nhiên là xấu xí, giờ đã thích ứng với môi trường bên ngoài, da thịt căng lên, dĩ nhiên trông xinh xắn đáng yêu. Ai mà chẳng vậy, tiểu vương gia chúng ta cũng không thể khác được. Phượng Nhược Nam cũng ngẩn ra, nhớ lại, hình như là có chuyện này, lau nước mắt nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ nói, bên Triệu quốc kia sao có thể tùy tiện trả đứa trẻ lại? Nói đến chuyện này, làm Như Đình hít thật sâu nói, làm sao có thể tùy tiện trả, là vương gia và mông soái nhờ đạo gia xuất thủ, đạo gia Liều mình cướp lại từ Triệu quốc để cứu tiểu vương gia, đạo gia đã bị người triệu quốc đánh trọng thương. Để chứng minh đây thực sự là con nàng ta, làm như đình đành phải nói AX tin tức từ tiền tuyến. Tuy không nói quá chi tiết những chuyện xảy ra nhưng cũng đủ để Phượng Nhược Nam nghe mà hãi hùng khiếp phía, cũng cảm động, lại khóc nói, những gì ta nợ đạo gia, cả đời này cũng không thể trả hết. Hai, làm như đình thở dài, người của ba phái lớn đều thấy chết không cứu, chỉ có đạo gia đứng ra. Mông soái khen đạo gia, nghĩa bạc vân thiên, phượng nhược nam giờ đạo ra sao rồi lam như đình thương tích quá nặng mất máu quá nhiều nhặt được cái mạng trở về